một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng đã sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình trung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng, lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước dưới anh trăng. Oh, trời đất ơi, ca có một bản nhạc thôi mà đã tới chùa rồi. Ôi trời đất ơi, bữa nay ngày rằm mà chùa đông cứ như cúng cô hồn vậy nè. Trời ơi, mọi người ơi, em dặn mọi người chuyện này, ngày rằm á mình phải thường xuyên ăn chay và đi chùa để cầu mong được những điều an lành mọi người nhé. Con cầu xin trời Phật thương con và phù hộ cho con qua được dòng này của chương trình Cười Xuyên Việt. Giờ làm cái gì? Chị lấy nhang chị chích cho mụ mắt bây giờ. Điên. Đi đi. Cái chốn chùa linh thiêng người ta mà vô đây làm náo loạn cộng đồng, ai mà to gan quá vậy hả? Ai vậy nè? Tình yêu trong lành nhất thế. Đẹp quá. Cảm ơn anh. Anh có thể mạn phép hỏi em tên gì được không? À, dạ thưa anh, em đây là Ngọc Hoa. Dạ còn anh ạ? Anh Hoàng Trung. Hoàng Trung. Trời đất ơi anh ơi, tên anh hay quá à. Tên anh y chang tên đứa bạn em đang theo chương trình Cười Xuyên Việt á anh. Ngọc Hoa tóc 12 xuyên Việt đó em. Ủa vậy hả anh? Dạ Quang Trung là mã số 02. Ngọc Hoa 07. 02. 07. 9. Trời đất ơi, hôm nay trời xui đất khiến sao cho anh đi giếng cái chùa này nè. Dạ. Ôi may mắn anh gặp được em. Nhưng gặp nhau đây, anh rất sợ phải chia tay. Gặp nhau đây rồi chia tay. Ngày lên đây đã gặp vài trong phút giây. Trời đất ơi, kỳ em. Học sinh bây giờ đi tour du lịch mà đi tour du lịch trong chùa hả trời. Trời đất ơi, gì kỳ cục vậy. Cái thằng đầu đàn là cái thằng Quốc Khánh mã số 05. Trời ơi, con mẹ Hoài Bảo đi phía sau kìa anh ơi. Thấy chưa, chung đội với mình mà sao không biết điều gì hết trơn vậy. Trời đất ơi, ở đây hay là chốn linh thiêng nha. Trời Phật mà hiển linh là thế nào hai đứa này cũng nằm trong tốc nguy hiểm nè. Em, anh, em nói nghe nè. Em nói anh nghe chuyện này. Mình bỏ qua cái chuyện buồn đó đi. Mình bỏ qua cái đám học sinh vô duyên này đi. Em nói anh nghe. Em nghĩ là bữa nay mình gặp nhau ở đây là mình có duyên đó anh. À, em có một món này. Nó là cái lá bùa của mẹ em để lại. Mẹ em nói với em là người nào á mà mang trong mình lá bùa này nè thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều may mắn và hạnh phúc. Em muốn trao lại cho anh. Em muốn anh sẽ gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc. Hỡi người đàn ông mà em rất là yêu quý ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Không Ngọc Hoa. Anh nè, anh nhận đi cho em vui. Không, 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 anh không thể nhận anh được. Anh nhận đi cho em vui. Coi như đây là niềm tin của hai đứa mình anh nhé. Anh cảm ơn em. 500 ngàn. Cho mà sao giờ đòi tiền? Thì em cho anh, nhưng mà mình phải có qua có lại thì bùa mấy cái tác dụng công hiệu, anh hiểu không? Bây giờ anh mà không đưa tiền cho em là anh toi mạng luôn đó. Dạ, 500 ngàn. Nhanh, 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 nhanh anh ơi. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh. Ông tán trong tay bây giờ. Nhanh coi cơ. Bây giờ anh không có 500, anh có 600 được không? Anh bo cho em 100 nha. 600 này đổi lấy lòng tin của em và cái sự may mắn thì không thể cái gì mà anh không có làm được. Cảm ơn anh nhiều. Vô mặt rồi, vô mặt rồi nè. Em. Dạ. Cái bùa này phải mẹ em cho em thiệt không đó? Dạ không anh. Chứ đâu ra? Dạ cái đó em bán. Em bán. Em bán. Em bán cái gì? Trời ơi, để đây cho coi nè. Nè, đây, đây,
Đây, đây cho coi. Đấy, ngồi đấy, ngồi đấy cho coi nè. Đây ha, có nguyên cái cấm âm âm luôn nè ha. Đây, catalog bùa, hi hi, kỷ niệm túi hồng. Đây nè, đây ha, chuyên cung ứng bùa số lượng lớn theo yêu cầu, anh thấy không? Nè, có chơi Facebook không? Có bùa nhiều like cho anh nè anh ơi. Anh xài bùa này vô nha, là bảo đảm lượng like á, lượng subscribe nó tăng vùn vùn. Anh nè, tiếp theo ha, nó nghe, có thích tình duyên không? Cái đó được á. Bùa yêu em có đủ đây nè ha. Đây là cái bùa yêu không nghỉ phép nè ha. Ba chục ngàn không bao giờ hết yêu ha. Đây ha, tiếp theo là cái bùa này. Lạ không? Là gì em? Cái bùa yêu giấu theo gió bay đó anh. Rồi nè, anh mua thêm gì không? Mua thêm gì không? Em khuyến mãi cho em giảm giá. Bùa lai không? Nè, anh mua ủng hộ em cái nãy 500 ngàn được rồi. Nãy giờ em bán xong chưa? Em bán xong rồi. Xong rồi hả? Dạ. Tới anh. Tới anh gì? Em ngồi đi em. Chị! Chị muốn mua cái gì? Em cứu cô đây, tông bông nè nha, móc quá tròn, móc quá nhỏ, ráy lỗ tai, cạo râu cũng có luôn chị. À, cải đầu, cầm sĩ răng, băng đô cà chay. Ê, trời đất ơi. Nè, thúc dép phải không? Dán keo, dán sắt, dán cái mỏ chị lại còn đường. Thôi, không, trời đất ơi, mày bán đồ linh tinh vậy đó hả? Mày không phải đại gia. Trời đất ơi, vì mày nãy giờ mày lừa tao, mày làm tao tin mày nãy cho nào. Mày cũng không phải kiều nữ, tao cũng tin mày nè. Lòi mặt rồi. Thì ra la 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 la. Xin quý khách giếng chùa lưu ý, cẩn thận kẻ gian lừa đảo chuyên nghiệp. Ai có tài sản cá nhân quý giá thì tự bảo vệ, còn ai không có thì dòng về nhà lấy cho có rồi tự bảo vệ. Đặc biệt là heo quay cúng và dép lào, mấy cái đó mất hoài à, tôi cũng hiểu tại sao nữa. Và quan trọng, nói không với mê tín dị đoan. La 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 la. Đồng môn. Nè kìa, yeah. Mày ở đâu lại đây? Mày tới đây mày giành địa bàn của chị mà mày không nể mặt chị một tiếng à? Mày là ai mà tao phải sợ mày? Oh, trời đất ơi, mày tới đây mà mày không biết danh của chị. Chị nói cho cưng nghe, chị ở đây là bao nhiêu năm trời rồi, không ai là không biết chị là con hoa sẹo. Tao đập mày qua đời luôn đó, hoa sẹo. Tao là trung xăm trổ. Tao không còn biết mày xăm trổ, xăm bông cúng, xăm bí đao cái gì hết. Tao uống là háng quả. Con điên. Nhưng mà chị nói cho cưng nghe, mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao giang hồ với nhau mà mày lấy xăm ra mày hù chị? Chị đây cũng có xăm mà. Xăm gì? Hận đời sức mẻ, hận kẻ bạc tình, lấy máu xăm mình, khắc lên bốn chữ nam tả nữ hữu. Đồ điên. Nam tả nữ hữu là cái gì? Tao xăm vậy á để tao nhớ con trai đứng bên trái, con gái đứng bên phải mày. Ủa mày làm được vậy luôn hả? Tao làm được hết đấy mày. Tao thấy mày cũng khí phách. Bây giờ quyết định là tao với mày chơi một trò chơi đi. Nếu như đứa nào thắng, đứa đó ở lại đây bán. Còn chơi... không biến liền. Chơi cái gì? Bây giờ thi. Thi nào? Anh em cô bác mua thêm gì không? Con heo quay hay dép lào? Bóng tay móc quá tăm che quần thùng, thêm quần tây và phấn nền. Ai da da da. Bóng lấy tay đầy nè. Mua nhanh đi em ơi đừng tiếc tiền. Ai da da da. Ai da da. Em mua nhanh đi ôi trời ơi. Em không mua anh ám em suốt đời. Công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiều này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp chứ hò. Chứ tìm cô không gặp mờ, tôi trải chiếu tôi ngồi tôi bán bùa đó nha. Trời đất ơi, tôi có phải ăn mày đó mấy bạn mấy mẹ. Vô thiên, cầm tiền dây. Trời đất ơi, vô thiên quá. Hát cái gì mà ta bố thí trong mặt không biết nhục. Ủa, ta hát hay thì người ta cho tiền, hơn mày rồi. Hơn tao hả? Ai nói mày hơn tao? Đừng nghĩ mày con gái mà tao không dánh nó nha mày. Gì? Đánh sợ mày hả? Đánh hiểu coi. Nè.
tên Phú Mỹ. Bước tới ra. Thằng này. Nãy giờ tôi thấy tôi với anh thi thố rồi làm mấy cái chuyện khó coi ở chốn linh thiêng vậy là không nên. Thôi thôi vậy mình quê nha. Bè. Thôi đi nha. Đi. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Nóng quá. Trời ơi, làm gái đẹp sướng quá à. Dễ gần chết luôn á. Chỉ cần một chút xíu mỹ nhân kế thôi là đã lừa được của thằng mập đó cả một cọc tiền. Trời ơi, cả một cọc tiền như vậy xài tới 3 năm vẫn chưa hết. Thích quá đi à. Cái con dáng ép ngu đần. Cái nhảy có một điều tăng cô buồn. Thôi mà nó trao cho mình một cái này đây nè. Ăn suốt cuộc đời cũng hỏng hết. Trời đất ơi, cả một cọc tiền mà hai tờ bên ngoài là 200 ngàn. Ở giữa là tiền giả không làm sao. Trời đất ơi, thằng mập, mày dám lừa tao. Không sao, ăn như đây cũng đủ rồi. Cái gì mà chân châu không vậy nè? Chân châu trà sữa không vậy nè? Con có chứ con dạng hả? Trời ơi. Mày đi đòi nợ, mày đòi chưa? Ôi cha! Mẹ ơi! Sắp sáp rồi! Sắp mặt con nè mấy cha, mấy cha không lo mấy lo sắp sáp gì? Mắc gì kỳ thị tôi? Tôi làm gì? Sắp nữa rồi. Ui da, đã cái tướng thì như con heo rồi mà thấy sạc thịt là cứ nằm lên à. Bộ đi kiếp trọng loại hay gì á? Ủa, biết luôn hả? Ngày hôm nay á, mẹ em Kim qua đây á là để đòi tiền mấy anh đó. Đổ bể hết rồi, tiền đâu mà trả nữa. Mày nha, tập tành lúc nào mày cũng nói dư câu dư chữ là sao kỳ vậy? Nói cho tập thể một chút đi, cá nhân quá à. Bây giờ đâu có gì đâu khó, bây giờ không được thì trừ thôi. Bây giờ nè, anh thiếu mẹ em nhiêu tiền? 500. Sạp rau anh nhiêu tiền? 700. Thì giờ đưa 200 nữa trừ sao? Ok rồi, xong nha. Giờ nè, sạp thịt có anh nhiêu tiền? 500-600. Bán buôn mạng nói hai ba lời quá. 500 là 500 mà 600 là 600. 500-600 là nhiêu? 1.1 triệu. Ờ đúng rồi nè đó. Sao không, đâu có gì đâu khó. Thím Bảy, bà ra chợ bà giặt đồ làm chi vậy thím Bảy? Đạp cho mày đền nè. Nó nghe nè, bên kia bụng làm thì giả chịu, ngày tự làm tự chịu rồi tự đi vô luôn đi. Đâu có gì đâu khó giải quyết, quan trọng là mình có quyết để mình giải không. Như tôi nè, đi đòi tiền xong trừ tiền thấy chưa, rồi hết tiền khẩu bao đời về về tới nhà luôn rồi nè. Bây giờ mà bước vô nhà mà gặp mẹ hiền không có tiền tán xỉn niễn, vô bệnh viện bệnh triền miên
ngày qua ngày tôi bị điên, nhưng dù sao cũng phải gặp mẹ Hiền. Đòi tiền chưa? Đòi tiền rồi. Rồi tiền đâu? Trừ hết rồi. Rồi sao nữa? Thì hết tiền. Đi luôn đi. Nhưng mẹ ơi, của cháu cha. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con đã nói với mẹ rồi là con không có biết đi đòi nợ. Bây giờ con không có đòi được đâu, con đam mê ca hát không à. Bây giờ mẹ đuổi con ra ngoài kia, ngoài kia, ngoài kia kìa. Kìa là bầu trời rộng lớn ơi, con nghe chăng tiếng con gọi. Mẹ Hiền giờ ở chốn nào? Con đang nhớ về mẹ, con nhớ về cánh tay chỉ trỏ của mẹ. Tại vì dòng này con chưa có đủ kinh phí, nên con chỉ cho người ta thấy được cánh tay chỉ trỏ của mẹ thôi. Thế này con đi đi, rồi con về con sẽ lôi mẹ ra ánh sáng. Con sẽ có vợ, sinh con cho mẹ có cháu ấm bồng luôn. Ừ, tôi dối lòng đó. Tôi có vợ về để chị ngã em nâng thôi. Tấm lòng trời rồi, đi tìm đam mê thôi. Và cứ thế tôi đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi. Tôi lọt vào gánh hát hề hước, cười duyên diễn. Là điệu lý chim xanh hết sức dễ thương. Kết thúc là nghệ thuật tuồng cổ. Và đang xen tiết mục vẫn là nét duyên dáng của Bảo Bảo. Bảo Bảo nói vài lời đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho con gửi lời đến ban giám khảo là thầy Minh Nhí và chị Kiều Oanh và bốn ban giám khảo dễ thương duyên dáng, đàn anh đàn chị của con ạ. Lên đây thật sự thì cũng không biết nói gì hết, chỉ biết là cố gắng làm hết sức mình. Anh Dương Lâm, hả? Em biết ở ngoài đời đó, cô không có xa lạ gì mấy.
anh nhận xét sao về đứa em thường xuyên qua thăm hỏi mình? Thì đó, nay kể về cuộc đời cũng chớ hề kể mà thời gian mà chạy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Long Thành, Đồng Nai. Dạ, chắc chắn mấy cái đó là sẽ đẹp vô. Tại vì thật sự anh Nhân Lâm và mấy anh đây thì là đàn anh nhưng mà cũng như là người ơn của Bảo. Trời ơi, trời, thôi được rồi, được rồi. Thôi được rồi, anh giả bộ thôi. Không, cái đó là thật sự thì đó người ta sợ. Đã mang ơn rồi đó Lâm ơi, người ta mang ơn em, đội ơn em rồi. Không có, tại vì mấy thời gian đây khoảng 2-3 tuần nay á, anh được biết em tập trung cho cuộc thi này. Dạ. Và anh thấy được cái sự cố gắng, cái sự chơi hết mình của em. Ở ngoài em rất là chậm chạp luôn á Bảo, em nói chuyện em cũng rề nữa. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay lần đầu tiên mà thấy em múa mai như thế này và diễn rất là ra bộ ra dáng luôn. Dạ. Ở đây mà anh thấy thầy mình nhí vỗ tay liên tục. Dạ. Không biết thầy nghĩ làm sao thầy? Con nghĩ là bà Bảo lúc này thèm thuồng lời chia sẻ từ thầy lắm luôn á. Thật ra là vậy nè, đáng lẽ riêng bà Bảo thì thầy sẽ mời tất cả mọi người nói, tại vì bà Bảo là học trò của mình. Thầy biết bà Bảo từ những ngày đầu tiên, em rất là nhiệt huyết, em rất là máu lửa và em rất là yêu nghề. Sẵn đây thì thầy cũng nói với con luôn là khi mình đã tham gia một cái chương trình lớn như thế này thì mình phải máu lửa, phải tâm huyết của mình vô. Không phải con là học trò của thầy mà thầy có thể ưu ái con khi con làm chưa tới hoặc chưa giỏi. Thầy nói trước là thầy sẽ rất công tâm, thầy xem các bạn thí sinh khác cũng giống như con. Cho nên con phải nỗ lực hết sức mình bằng cái sự yêu nghề, cũng phải chứng minh cho tất cả các anh chị ở đây và tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình Cười Xuyên Việt năm nay chấp nhận, khẳng định và yêu thích con. Đó mới là cái mà thầy mong muốn. Ở đây thì xin nhắc nhẹ là mai mốt con diễn cầm đao cầm kiếm thì con phải chú ý. Ví dụ như là cái đao thì cầm cái đao là cái đao phải ra như vậy và phải có cái lực và chặt nó như vậy. Ví dụ đánh vũ đạo thì mình nên khống chế và mình chỉ đánh ở người ta nhìn lên thì người ta thấy đánh thật nhưng mà thật ra là giả. Còn nãy là tụi con đánh thật và là thật luôn cho nên nó mới gãy cái cây giáo. Con phải chú ý mấy cái đó nha. Thầy cũng như tất cả các anh chị và khán giả chờ đợi con sẽ làm gì trong suốt cái đoạn đường này nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, thầy. Cảm ơn thầy. Anh Tú cũng làm việc chung với nhau mấy lần rồi phải không, mà chắc là chưa bao giờ thấy Bảo Bảo hoành tráng như vậy đâu. Anh nghĩ sao? Cầm kiếm. Em diễn cái vai này rất là ra mà anh rất là ủng hộ cho em. Bây giờ là số điểm của Bảo Bảo. Phần dự thi rất đặc sắc, rất hoành tráng. Số điểm của Bảo Bảo là 57,5 điểm. Không có khóc nữa. Gạt lệ qua bên, vừa sức gạt bảng số nha. Và bây giờ là bốc thăm may mắn. Bảo Bảo dùng hết sức lực và niềm tin của mình đặt vào con số nào? Bảo muốn số 1. Bảo muốn số 1, chốt điều. Dự muốn đích thân Bảo tự mở số 2 và số 3. Từ từ Bảo Bảo, từ từ. Rồi, được rồi, dừng. Qua số 2 đi. Giờ rồi, dừng. Nhích số 1 luôn. Em căng quá chị. Hết hồn. Rồi, dừng. Quay lại số 3, mở hết cho Dự. Wow. Hay quá, tiếp đi con chắc ơi. Chắc chắn có tiền, số 1 luôn. Ê, cẩn thận. Ê, trời chưa, con ơi. Mong muốn rằng là với màu sắc riêng này thì quý vị khán giả còn đón chờ thêm nhiều tiết mục ấn tượng từ Bảo Bảo nữa. Chúc mừng Bảo Bảo. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Và bây giờ, Minh Dự xin chào và hẹn gặp lại. Tập tiếp theo của Cười Xuyên Việt, các thí sinh chính thức tranh tài với yếu tố hài hước trong chủ đề hình tượng. 6 thí sinh, 6 hình tượng khác nhau cùng với những tình huống cười ngặt nghẽo sẽ gây bất ngờ cho quý khán giả. Đón xem Cười Xuyên Việt tập 3 với chủ đề hình tượng sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Cười Xuyên Việt, cười trên từng cây số. Anh Giác Cấm ơi, anh đâu rồi?
anh đây nè. Ủa anh đang nhặt cái gì? Nhặt một cành hoa rơi đón đường về nhà thôn em ơi. Dòng người vội vã này tình ơi em ở đâu rồi? Lặng nhìn bờ vai xưa, tựa đầu hỏi răng mình khô chưa? Đành lòng chẳng đường giờ đừng đi vì câu hứa. Anh hứa gì vậy? Anh hứa là anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Tặng cho em nè. Wow. Em nói nha, anh biết em bệnh cao huyết áp nên ngày hôm nay đặc biệt anh có đi chợ mua mắm về chưng cho em ăn nè. Em cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà em cao huyết áp mà anh cho em ăn mắm rồi huyết áp nó cao nữa là sao? Phải cao chứ, phải thật là cao, cái mình uống thuốc cái nó dằn xuống là vừa. anh thiệt là hay ho. Em để nói nha, nằm xuống nghỉ ngơi cho tôi liền. Nằm xuống nha, đó nghĩ như vậy nó mới khỏe. Thương ghê á, nằm trời sương gió làm gì. Đắp mền lại cho ấm nha. Giác Cấm ơi. Ủa anh cây ATM, ai ban anh đến đây? Trời ban anh sáng năm tháng tư về, sáng ai về chúng lối người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tầm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi, nhìn về anh người chẳng khiến em lệ lối. Anh ban đi đâu vậy? Trời ban anh sáng năm tháng tư về, sáng ai về chúng lối người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tầm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Riêng mình hả? Biết vậy tại sao đá anh? Em lỡ tay mà. Con này ngu muội vậy trời. Con biết tôi phân biệt tứ chi là gì? Thôi bỏ qua đi. Bây giờ anh tới đây là em vui luôn. Anh cũng vui lắm. Dạ. Thì thật sự em biết không, lặn lội đường xa tới đây để gặp em đâu phải là chuyện dễ đâu. Em biết mà. Nhưng mà anh cảm giác em rất là nghèo nha. Tại sao vậy? Tại sao anh gặp em anh lại buồn liền vậy? Thời lượng có hạn 7 phút à. Cho nên phải buồn liền như vậy em hiểu không? Anh tìm em để có chuyện gì? Anh thấy là cái nghèo nó cứ bu bu với con người em như rùi bu vậy, không có khá lên được. Chính vì lẽ đó anh muốn em lên thành phố lập nghiệp với anh đi. Làm một công ty rất là tốt, công ty bông chen đó. Em đã nói rồi, bây giờ cuộc sống của em tuy rằng nghèo nhưng em đang rất hạnh phúc. Em hạnh phúc khi em có Hồng Nhan. Bây giờ Nhan đang bệnh nữa, nếu mà bây giờ em bỏ Nhan thì chắc chắn Nhan sẽ tàn. Nhan tàn thì cấm cái Nhan khác đi. Không, anh nói tới đó là những cái là sao? Đồ cốt chấp, đồ bướng bỉnh. Em không hề bướng bỉnh. Ở đó đi, anh đi đây. Anh em gặp nhau chưa nói gì vui vẻ, anh bỏ em sớm vậy? Đây có phải nhà của anh Giác Cấm không ạ? À? Dạ, xin giới thiệu với anh, em là shipper công ty Cười Xuyên Việt. Ồ, dạ. Đến đây để làm gì? Em qua ship cho anh vài miếng hài. Ồ, cái này được à. Ủa, nhưng mà nói nghe nè, ship miếng lớn chứ ship gì miếng nhỏ xíu vậy? Dạ, có còn hơn không. Dạ. Dạ. Rồi còn gì nữa? Dạ, ngoài ra anh còn có đặt món quà của anh giống như cho bản thân anh, tự đặt cho bản thân anh vậy đó. Nói gì lộn xộn vậy? Em nói gì kệ em. Ôi đất ơi, mày cũng được cư nha. Em vui vẻ thì em cười. Mày cư là bị trừ. Trừ kệ anh, đâu phải trừ em. Đó. Nhưng mà em nói anh nghe nè, em đã ship hài cho anh rồi, tại sao anh không ship lại cho em? Ship lại gì? Ship cho em tràng pháo tay thiệt lớn em ra cho dễ. Dễ thương quá, cảm ơn anh. Em ơi, ôi trời đất ơi. Trời đất ơi, trời đất. Em ơi. Trời ơi, chết rồi, thương vợ tôi không? Trời ơi, cô đổ mồ hôi như con gà hấp hành luôn. Em. Dạ. Anh có quà tặng em nè. Đây. Đây, tặng em. Thương em lắm luôn á. Em đã chịu bỏ tất cả để theo anh. Về cái nơi khỉ ho cò gái này, điện nước thì không đầy đủ. Rồi nè, nhà mình chỉ có cái bóng đèn thôi, mà nó còn tắt lên tắt xuống. Em thích món quà này không? Em sao? Có thích thôi mà. Có cần phải làm gì không? Mất 5 giây của tôi. Hay là tôi chiều em quá rồi em hư, phải không? Đừng thể hiện với tôi. Vô đi, vô tắm rửa thay đồ đi. Chưa mà. Vô đi, đừng có lèm bèm. Giác Cấm ơi, anh tới đây nữa hả? Anh tới đây có chuyện gì vậy? Có chuyện muốn nói với em đó. Chuyện gì nè? Em biết đây là ai không?
đây là ai? Tài xế nha. Tụi nó tới rồi. Tụi nào? Tao tới rồi mày. Mày tới đây có chuyện gì? Tao xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ kịch tính mày. Kịch tính gì đây? Nè, trả Hồng Nhan cho tao. Nè, xin lỗi mày nha, Hồng Nhan là người yêu của tao. Đúng, bây giờ Hồng Nhan là người yêu của mày, nhưng trước đây Hồng Nhan là vợ của tao. Hồng Nhan là một cô gái sống có tình có nghĩa, biết trước biết sau, đến với tao thật lòng chỉ vì tiền thôi mày. Tao cấm mày nói Hồng Nhan như vậy, tại vì mày là con người vũ phu. Nếu vô thì sao? Bỏ mày. Thì sao? Cái điều đó không quan trọng mày. Đúng rồi, cái điều đó không quan trọng. Nhưng cái điều quan trọng là tao muốn hỏi mày, tại sao mày biết nhà tụi tao mà mày tới? Tao chỉ đó. Thì ra là thằng shipper vui vẻ. Tao ship miếng hài xong rồi, rảnh quá ship tụi nó tới luôn. Mày muốn gì? Nếu như ngày hôm nay mày không trả Hồng Nhan cho tao thì đừng có trách. Tao thách mày. Được. Anh em tao đâu? Dạ. Bà con đâu? Ôi. Còn đỡ gì nữa? Chơi. Anh em, tôi thui vậy. Cúp điện rồi. Nè, nghe nhá. Thôi đừng, coi chừng nó nằm lén. Thấy chưa? Dạ. Tao ơi, sắc cấm. Sắc cấm. Anh kia em nè. Mày sắc cấm không? Em đây. Đâu? Em đây nè. Đúng rồi. Cái đầu dơ. Đúng rồi. Anh kia em không? Đúng rồi. Sao mày kiếm cái bụng tao hoài? Đến tôi cái mặt. Tao không, nó nghe. Tao cúp điện rồi. Bây giờ cẩn thận nha, lỡ quớ, nó lụi mình đó. À, anh yên tâm đi. Hồi nãy trước khi đi chợ mua mắm, vô tình em có mua được cái dao. Vô tình mà sao như sắp đặt vậy? Làm như là có điềm hay sao đó anh ơi. Đâu, con dao này rồi, chắc chắn tụi nó sẽ thua. Ôi, đuối, anh đâm vô quả tim non của em kìa. Không sao, anh sẽ gắn trái sò non vô lại cho. Thôi, anh cầm cái dao nguy hiểm quá, để em cầm cho. Nhưng mà nó nghe nè, đi đứng như vậy dễ gặp người quen lắm. Chính vì lẽ đó mình mật khẩu với nhau nha. Mật khẩu gì nè? Khi anh hỏi ai vậy, tụi em nhớ nói là em đây nha. Dạ. Gặp thằng kia nói nó nghe đi. Rồi. Đại ca ơi, đại ca. Vậy nguy hiểm quá, tụi nó không những có dao, tụi nó còn có mật khẩu nữa. Mật khẩu gì? Khi mà nó hỏi ai vậy, mình trả lời em đây, tụi nó không đâm mình. Thôi biết rồi. Hay. Dạ, đi kiếm thằng Hưng với Sang thông báo liền. Nhanh lên. Dạ. Ê, nguy hiểm lắm. Bên đó tụi nó có dao, tụi nó còn có mật khẩu nữa. Khi hỏi ai vậy, trả lời em đây, tụi nó không có đâm mình, nhớ nha Hưng. Hưng. Trời ơi, công chuyện đang đang đê đê, còn kêu ship lẩu dê nữa. Quỷ. Xác nhận chưa? Xác nhận quỷ rồi. Xác nhận rồi thì nhận xác. Em đây. Ghê quá, tụi nó biết mật khẩu mình rồi. Chết rồi, vậy đó anh, rồi sao vậy? Đổi mật khẩu nha. Đổi đi. Khi anh nói là, anh hỏi à, ai vậy, nhớ im lặng nha. Dạ. Ừ, nhưng mà anh đứng này sợ quá, không ấy đưa dao cho anh đi. Anh giơ tay ra đi. Nè. Đâu, anh cầm rồi mà, anh cầm rất là chặt á. Đâu, anh cầm rồi. Cầm rồi. Mày để tay lên đầu coi. Để chưa? Để rồi. Đi. Ai vậy? Em đây. Vô. Ai vậy? Em đây. Em đây vô luôn. Ai vậy? Tài xế nè. Chở mày vô luôn. Ai vậy? À đúng rồi, đúng mật khẩu rồi. Hay quá. Anh mới xử ba thằng. Cầm dao, vô lôi con Hồng Nhan ở đây, nhanh lên. À khoan đã. Hai mày đứng đây rồi, shipper đâu? Tao ship nó xuống dưới rồi. Mày thấy giống bàn thờ mày không? Yeah, chúng ta đã hạ được nó rồi anh ơi. Đúng anh rồi. Ơi, làm gì mà ồn ào quá vậy? Ủa, anh Giác Cấm, anh đâu rồi? Anh đây nè, hướng này, anh đây nè. Anh Giác Cấm hả?
Đó, ở bên đây. Đâu? Em có thấy đâu? Ở đây. Thầy có thấy? Ở đây nè. Em không thấy đâu. Ở đây nè. Có điện. Có điện rồi. Điện rồi, có điện rồi. Anh Giác Cẩm ơi, anh đâu rồi? Anh bị nó cắm cây dao ở đây nè. Phải... Thì ra là anh. Phải không, phải không. Chính là phải... Tại sao lại làm như vậy với Giác Cẩm? Hả? Tại sao lại đối xử với anh như vậy hả? Xin lỗi nha. Máu. Cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Mày nó lại chứ. Mày điếc hả? Trời ơi, nó mang hình xương cá luôn nè. Ai? Ai mang sông vô cho tôi? Trời ban anh sang năm tháng tư bề, chẳng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em mà lẻ loi. Thưa quý vị, tình huống liên tục, nhân vật kịch tính. Chúc mừng parody sóng gió của Giác Cẩm và cây ATM. Bây giờ Bảo Bảo muốn nghe số điểm để biết được giải thưởng nóng trước hay là nhận xét trước. Dạ, em muốn nghe số điểm chứ. 55 điểm trở lên là được giải thưởng nóng. Và nếu như 60 điểm tròn thì nghiễm nhiên được 5 triệu về tay. Số điểm của nghệ sĩ Hữu Tính: 10 điểm. Nghệ sĩ Nam Thư: 10 điểm. Giám khảo Minh Nhí: 10 điểm. Giám khảo Kiều Anh: 10 điểm. 60 điểm tròn là được 5 triệu về tay nha Bảo. Nghệ sĩ Khả Như: 10 điểm. Anh Gia Bảo đừng xỉu. Trời ơi, sao thấy anh xỉu xỉu em Bảo quá. Nói nghe nè, nãy thấy con cười nhiều nhất. Chưa. Nhưng mà tới chỗ này tự nhiên MC thấy ngượng miệng quá. Nghệ sĩ Gia Bảo tự công bố số điểm của mình dành cho Bảo Bảo à. Số điểm của Gia Bảo. Dạ, số điểm anh vừa cho lúc nãy ạ. Bây giờ không kịp sửa đổi nữa. 9,75 điểm. Trời ơi. Cho tại hỏi là sao Gia Bảo tiếc 0,25 điểm với Bảo Bảo. Nhiều khi Gia Bảo có một cái gì đó nên giữ lại. Số điểm là thầy thật sự là thầy hồi hộp cô Kiều Oanh. Thầy biết là cô Kiều Oanh rất là công tâm và rất là chính xác khi mà nhận xét. Nhưng mà không ngờ lại là Gia Bảo. Mấy anh em hay giỡn chơi với con là bà bầu. Sự đầu tư của em rất là giống sắc. Và anh khen là cái sự thông minh là cái vấn đề cái đèn. Chỉ cần một cái chìa khóa là cái đèn thôi, nó tắt thì tụi em ra rất nhiều miếng. Nhưng mà anh chỉ có một chút xíu anh chưa thích ở đây là cái vấn đề là, thứ nhất mình đang bị xài miếng ngoài nhiều quá. Nếu tất cả các thí sinh đều cứ lạm dụng những miếng hại bên ngoài như vậy thì chúng ta sẽ bị lệch đường ray. Chúng ta sẽ không còn những cái miếng đắt, những cái miếng nó dài. Em có ý kiến chút xíu ha anh Bảo. Tại vì như thế này, có nhiều dạng kịch là tuyệt đối không quăng miếng hài ngoài. Tuy nhiên, đối với chị, đây là một cái kịch quy định từ ban đầu, nó đã vô lý rồi. Tất cả mọi thứ nó đều vô lý. Nhưng mọi người tin không ạ? Khán giả tin và cảm thấy vui không ạ? Đó, cái concept của nó là như vậy rồi. Có nghĩa là ngay từ đầu mọi thứ nó đã vui, nó từ bên ngoài hết rồi. Đây là một cái kịch làm cho người ta cười, người ta vui và parody thật sự nha. Xin phép nhận xét luôn. Đối với Như, đây là một cái parody thật sự và rất thông minh, rất gen, thật sự. Một kịch bản rất chặt, hài đỉnh cao. Đó là hài gì? Hài tình huống. Và bạn quá thông minh với tất cả những tình huống đưa ra sân khấu. Quá thông minh. Và bạn xử lý thật sự có rất là nhiều cái tắt đèn làm cho người ta quờ quạng trên sân khấu. Nhưng mà cái những cái mà các bạn nhỏ nhặt đó thôi là cái sự chỉnh chu của bạn. Và thật sự đối với Như, đây là một cái tiết mục đúng chất Cười Xuyên Việt. Thông minh, dí dỏm và mang nhiều ý nghĩa. Bây giờ là số điểm của Bảo Bảo với số điểm là 59,75. Giải thưởng nóng của chương trình Cười Xuyên Việt ở tập này: những phong bì bao gồm 2 phong bì 1 triệu, 2 phong bì 2 triệu, 1 phong bì 3 triệu và 1 phong bì cao nhất là 5 triệu. Bảo Bảo xin mời chọn. Em muốn chọn chị Kiều Oanh. Giám khảo Kiều Oanh:
Trời ơi, thiệt tình là như coi chị đi, thật sự thì chị thấy nó mỏng đó nha Bảo. 2 triệu ạ. Ờ, 2, 3, 2 triệu cơ mà. 2 triệu đồng cho Bảo Bảo. Chúc mừng Bảo Bảo. Trước tiên là xin lỗi Bảo Bảo là tại vì cái bao thư của anh giữ chỉ có 2 triệu thôi. Kịch bản ngày hôm nay, vòng thi ngày hôm nay, tất cả tình huống, tất cả những gì xảy ra trên sân khấu thì bằng cái điểm số của chị Kiều Anh hết rồi. Cho nên chị Anh sẽ không nói nhiều nữa, bởi vì còn nhường lại tất cả các ý cho Tính, cho Thư, cho anh Minh, rồi cho Như và cho Bảo nữa. Cảm ơn giám khảo Kiều Anh. Xin mời nghệ sĩ Nam Thư ạ. Nếu đánh giá trên thực lực của 6 thí sinh thì đối với chị, Bảo là người yếu nhất. Riêng em là một ẩn số đối với Cười Xuyên Việt và đội bản thân chị. Khi mà coi những tiết mục của em á, chị đã hết sức là bất ngờ. Qua tới tuần này chị lại càng bất ngờ hơn nữa. Điều duy nhất chị thích ở Bảo nha, em cực kỳ say mê, em cực kỳ đam mê cái nghề này. Chị thấy được là em không tập thì thôi, tập thì em lăn xả, em làm tới nơi, tới chốn. Giữ cái tinh thần đó và chị tin là em sẽ đi xa. Cảm ơn Bảo. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Nam Thư. Em xin mời nghệ sĩ Hữu Tính ạ. Anh thấy em bám sát vào cái MV gốc, có nghĩa là em chịu xem và em chịu đầu tư cả cái bộ quần áo, cả cái kiểu tóc và từng phân cảnh. Anh thấy được em xử lý từng chút, từng chút, từng chút thì anh nói, à, rõ ràng đây là parody và em đầu tư tới cỡ đó, nó sát vậy và gây tiếng cười quá nhiều. Em phải cảm ơn nguyên một ekip diễn viên của em, quá thông minh, quá duyên dáng. Và chị nghĩ Bảo muốn đi sâu thì phải giữ anh em đó. Anh rất là thương em bởi vì anh nhìn em có anh trong đó. Mình bớt diễn ở miếng ở ngoài, sử dụng 1-2 lần thôi. Anh chỉ muốn nhắc em vậy thôi. Rồi thí dụ cái vấn đề cái đèn mà mình phải giao đại thì trước đó nó phải có chớp tắt. Thì sau này nó tắt thì nó mới hợp lý. Số điểm 9.75 không phải là số điểm thấp. Đó là những gì mà anh dành cho em. Dạ, con mời thầy. Không tham gia thì thôi, tham gia phải chơi hết mình, trao dồi, phải tập tành đêm ngày rèn luyện. Hôm nay thầy cho con 10 điểm là đúng, vì tụi con hôm nay không có làm cho thầy thất vọng. Ngày hôm nay con được như vậy thì con phải giữ và cố gắng nhiều hơn nữa, hay hơn nữa. Mình cứ chơi hết mình đi. Trong một tiết mục dù có xuất sắc cỡ nào cũng phải có hạt sạn. Thì mình sẽ cố gắng lần sau mình bớt lại những hạt sạn đó khi được góp ý từ ban giám khảo. Cảm ơn thầy. Dạ, chắc xin cảm ơn giám khảo Minh Nhí. Vâng, ai cũng thương Bảo hết. Dạ, cứ mỗi tập thì lại gom về cho mình biết bao nhiêu là kinh nghiệm. Và chúc mừng Barry sóng gió của Bảo Bảo và giải thưởng nóng 2 triệu đồng. Dạ rồi, tập trung tập. Ăn gì cũng được, đừng lấy chân cút. À không ăn chân cút, tôi có trứng gà. Đúng rồi, ăn trứng gà mới đi. Trứng gà phải bình thường nữa nghe. Trứng gà do con gà đẻ ra chứ không phải mấy con mẹ mà làm. Ê, làm thịt gà đẻ ra đâu. Em, chị em ăn trứng gà không? Thôi, trứng gà bự lắm, em ăn không có hết đâu. Rồi. Dịch. Ngon. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Đi mình giỏi nha. Trời ơi, chị ơi. Nhanh lên, phà dễ. Nhanh lên. Anh ơi, hả? Em muốn đi qua kia kìa nhưng mà em đi không có được. Sao vậy? Em muốn đi qua bên đó. Mệt em quá luôn á. Trời ơi. Rồi, được chưa? Lẹ đi, trễ phà rồi, nhanh lên, trễ phà rồi. Anh ơi, em nóng quá. Rồi. Bán tâm qua là cái gì vậy? Là bán tập quá đó. Ủa sao nói bán tập quá đi? Không lẽ giờ hát cái gì cũng bán được hết. Con bán tập quá. Ê, trễ phà. Chào khách, trễ phà đúng không? Chị đói ăn ủng hộ giùm. Em ăn gì không? Dạ, em ăn. Bán gì vậy? Tôi bán trứng. Trứng gì? Bán trứng cút. Em ăn trứng cút không? Hơi, trứng cút nhỏ xíu à, em ăn không có nè. Vậy giờ em ăn gì? Em ăn gì cũng được. Rồi bây giờ em ăn gì nè? Em ăn gì cũng được. Ăn cái gì cũng được, đừng lấy trứng cút, đừng lấy trứng gà. Không trứng cút, không trứng gà. Tôi có hột vịt lộn. Hột vịt lộn, ăn hột vịt lộn nha. Hơi, hột vịt
kịch lộn sát sanh lắm. Chị nha, chị sát sanh nha, đi ra. Qua đây lỗi chị nha. Đi ra đây theo đội đi. Đi phà, đâu phải sở thú mà dắt nguyên con thỏ trên đầu. Sát, tèo, cảm ơn mày, mày hạ quả cho tao. Mày, hét. Thôi anh chị không mua đồ ăn cho bả, thôi mua đĩa giùm em đi, em có phim này hay lắm. Giờ bán đĩa gì vui vui đi. Ê, muốn vui thì coi hài đi. Em coi hài không? Không coi hài đâu, coi hài cười nhiều nhăn hết mặt em. Vậy giờ em coi gì? Anh coi gì cũng được. Coi gì cũng được. Tệ. Chị coi gì cũng được. Chị làm gì mệt không? Để em làm cho chị. Chị bán đĩa gì vậy? Phim Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc coi nhiều khách nhăn mặt vàng sướng. Chị làm đúng không? Thôi mừng quá. Còn đĩa gì nữa chị? Phim Ấn Độ. Phim Ấn Độ có nhiều già chết vô hết phim nhân mặt em. Trời ơi. Gì vậy anh còn trần? Anh trời đất ơi, dẹo gì đâu mà bực bội. Bây giờ tôi chỉ muốn lên bà về quê thôi. Anh ơi, anh bình tĩnh đi. Có một loại đĩa rất phù hợp với chị. Đĩa gì? Đĩa bay. Về sao quả sống đi bà nội. Nè, em thấy chưa? Em dẹo riết mà ai cũng ghét em á. Ram đây đứng đi, đợi phà lên phà về. Hỏi, em không muốn đi phà đâu. Sợ đi phà để sáng mai đi cầu luôn. Có gì cầu vậy? Thì mai dẹp phà rồi, khánh thành cầu mới rồi, đi cầu chơi. À, đi cầu hả? Chị ơi chị, cái cầu đó ở đâu vậy chị? Ở bệnh viện tâm thần á. Bệnh viện tâm thần ở đâu vậy anh? 192 Hàm Tử. Ở 192 Hàm Tử, em muốn đi 192 Hàm Tử. Xe tới rồi, em đi nha. Trời ơi, khổ ghê luôn á, tôi mới rước con ghệ tôi từ trong đó ra, bây giờ mấy người làm nó hứa hội chổng lại rồi kìa. Trời ơi, khổ ghê luôn á. Nó đi về nơi chôn nhau cắt rốn của nó rồi. Mày cứ vậy luôn mà. Không lo bán đi nha, ở đó mà chặt chém khách hàng không à. Rồi chặt chém gì? Bộ tôi chửi tôi không biết mệt hả? Sáng sớm chưa nhét vô bụng đó, bụng gần chết đây nè. Chưa ăn hả? Chưa. Ê, mở hàng giùm chị em bán hàng coi. Mở hàng hả? Ừ. Này bán gì? Này tao bán trứng. Bán trứng gì? Trứng gì cũng có. Trứng gì cũng có. Trứng gì cũng có. Bán cái chứng minh nhân dân đi. Thiệt á, chị em muốn bán với nhau mà sao mày cứ ghẹo tụi tao hoài vậy? Ủa phải ghẹo chứ. Bà không biết nay là cái ngày cuối cùng bến phà này hoạt động rồi. Ghẹo cho có chuyện để nói cho vui. Nè, mày mốt qua chỗ khoác bán rồi đó nha. Không nghe tôi chửi nữa, lúc đó buồn gán chịu quá. Ôi trời, có qua nó lợi mười mấy năm bán đây mà giờ tự nhiên cái phà mình nó dẹp, cái mày mốt không có gặp nhau nữa chắc nhớ chết luôn á mày. Ê, tặng mày nè. Gì ạ? Tặng mày nè. Tiền đưa bịch trứng gì vậy? Thì ngày kỷ niệm tao tặng tụi bay bịch trứng ăn làm kỷ niệm. Vậy thôi tôi không ăn đâu. Sao vậy? Đậy ấp. Ấp chi? Ấp nở răng chục chim cút có bản mặt giống bà nhìn đỡ nhớ. Ghẹo hoài à, mệt ghê. Ê, mới con gặp á, tao nhớ cái chồng chuỗi của nó mày. Thì à. Trời đất ơi, bà nghĩ sao vậy? Tôi bắt đĩa mà bà lo gì, không có nhớ chồng chuỗi nó hả? Ở trên Sài Gòn á, có cái thằng thánh chuỗi Minh Dự. Chuỗi y chạc nó luôn. Ờ, không tin rồi mày ơi, thằng kia làm sao chuỗi là ngọt như thằng này. Không, để tôi mở cho bà nghe. Nè. Xấu cái gì mà xấu nát, nhà thờ, xấu dơ, bệnh viện, xấu niễn, bi tết cô, xấu solo, không có thủ là ông đó. Mặc đủ xấu âm trì địa ngục này nè. Nó bắt trước mày nè, không đánh thanh, tao không cần mày nữa. Chết đuối, bán tao một đĩa mày. Âm trì địa ngục, xấu lục đục da can, xấu tiêu tan. Hai bà này khùng dễ sợ. Ê, ngày cuối rồi, gán bắt cho hết nha không? Bà ghi đăng tâm tay của trường đó. Gì? Tao me cái thằng này từ sáng tới giờ nha. Nó đi qua đi lại, nó tới phà mà nó không có qua bên sông. Đó, coi chừng bữa nay bữa cuối nó vô đây nó móc túi nó kiếm vốn làm ăn. Mày coi chừng nó nghe chưa? Mà sao bây? Nó dụ bà chứ dụ được ai? Tao lo cho mày á đó, mày lo. Ở chơi nhảy audition hả? Cái gì vậy bà nội?
có sao không anh? Tôi không có sao. Tôi đang kiếm một thứ rất là quan trọng. Kiếm cái gì? Cái bóp. Mất ở đâu mà kiếm? Tôi nhớ rõ ràng khi mà tôi đặt chân tới bến phà, tôi bước vô tôi ăn cái... ăn cháo đó bá. Ăn có phải ăn cái gì đây nè? Tao quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn mày à, tao ăn mày à. Ăn cái gì là ăn bún bò. Bún bò của bà Tư Điệu. À đúng rồi. Bún bò đây. Đúng rồi đây nè. Phải rồi. Tôi tới quán bún bò thì tôi thì à. Rồi mất cái bóp. Không, chưa có mất cái bóp. Sau đó tôi mới chợt nhớ là tôi thèm phở, tôi qua tiệm phở. Phở của bà Bảy Già. Đúng rồi, Bảy Già. Phở đây. Bà bán phở đây. Đúng rồi đây nè. Đúng rồi, bà bán phở, tôi mới tới tiệm phở thì à. Rồi mất cái bóp. Mày khoái tao mất bóp lắm hả? Chưa có mất cái bóp. Sau đó thèm bún riêu, đang ăn bún riêu. Nhớ rõ ràng là ăn bún riêu xong có trả tiền, bóp vẫn còn. Ăn bún riêu xong bóp vẫn còn. Phải. Rồi sao nữa? Sau đó tôi mới đi một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Lúc đó đi con mình nè. Khoan, lúc đó có mặt trời không? Có mặt trời. Em sẽ làm cái bóng của anh. Cái bóng à? Anh làm cái gì em làm cái đó. Hay quá, bóng ơi đi theo thôi. Tới đây sẽ phát hiện anh mất cái bóp. Trong bóp anh còn nhiều tiền không? Ráng nhớ kỹ coi. Em nhắc anh mới nhớ. Trong bóp anh có nhiều tiền lắm. Anh bóp anh rất là nhiều tiền, anh sợ lắm chứ bộ. Kiểm tra coi. Gì vậy anh bỏ ở trong cái ba lô nè. Sao mày lại ở trong cái ba lô? Tưởng tưởng mà. Đó nè, có bóp rồi đó, đi phà giùm tôi cái đi. Không, anh còn mất một thứ quan trọng hơn cái bóp này nữa. Thứ gì nữa? Cái đó là cái gì, nó có hai cái mà nó dính vô cái người con gái đây nè. Đây nè. À, nó bay rồi. Nó bay à. Cái gì? Không phải, nó dính ở trên đầu nè. À, cái kẹp đúng không? Cái kẹp. À, đúng rồi, cái kẹp. Hey, sao biết cái đó cái kẹp? Anh mới nói. Cái kẹp. Anh nhớ cái kẹp nó màu gì đây nè, nó màu gì à, nè. Có màu đỏ nè. Không phải, nó màu đục đục. Màu đục đục, màu đen đục đục. Không phải màu đen đục đục, sao kiếm nó đục lắm. Đục đục, màu tím tím. Không phải màu tím, nó đục đục đi nè. Còn cái màu vàng nè. À, màu vàng nè. Màu vàng mà đục. Thà nó cái màu phèn, nó còn liên quan tới cái màu vàng, hiểu không? Thì nó đục phèn. Đục phèn. Ê, vậy đúng rồi cái thứ này nè. Vậy cái này của anh hả? Cái này của anh. Của anh chứ không phải em đưa cho anh. Không phải em đưa cho anh. Không phải em đưa cho anh. Không phải. Lỗ 3.000 là hả? À không có. Ý giờ kiếm được cái kẹp đó về quê tặng người yêu gì đi. Ơ nhưng mà anh sợ tặng người yêu không nhận quá. Không chấp nhận đâu. Chứ bây giờ phải làm sao? Tặng đồ em bán mới chấp nhận. Mà em bán gì? Nè đủ thứ trơn, bông trái tay rồi xin gom, dầu thơm, bánh mì, chùi son luôn có luôn. À, vậy bây giờ mình gặp người yêu mình á, mình phải tặng gì em hả? Tặng người yêu. Ừ. Tặng bịch bông trái tay. Em bị điên à? Sao đi điên tặng bông trái tay? Trời ơi, nghe ta nói hả? Con gái mà hẹn con trai thế nào phải có trái tay bên mình. Ủa có luôn hả? Có luôn. Anh không có tin đâu. Không tin giờ cầm đi. Cầm hả? Làm thử nha. Làm thử sao? Mình hẹn hò đi. Hẹn hò hả? Em làm bạn gái của anh. Ở cái đó khó nha. Có gì đâu khó. Được không? Được hết. Bạn gái anh tên gì? Bé anh tên là Chi. Rồi em sẽ là Chi. Hẹn hò. Hẹn hò đúng rồi. Chi à, sau năm 43 bây giờ anh mới có dịp trở về quê thăm em. Anh nhớ em lắm Chi ơi. Anh nhớ em lắm. Anh có mua quà tặng em đây Chi ơi. Chi ơi là Chi. Không đúng là chắc chắn rồi. Sao vậy anh? Em là em làm Phương Mỹ Chi. Còn người yêu anh là người yêu anh tên là Hoa Chi Chi. Là Chi Hoa Hoa đó hả? Đừng có nói nữa. Tôi nói thôi. Được rồi, em sẽ cố gắng thay đổi ngoại hình lần hai. Nhớ nha. Hẹn hò. Chi ơi, sau năm 43 trên Sài Gòn, bây giờ anh có cơ hội trở về quê thăm em. Anh nhớ em nhiều lắm Chi ơi. Anh muốn gặp em. Anh muốn gặp em. Chi ơi là Chi. Ơi là Chi. Em đâu rồi Chi ơi? Cái gì? Thí chủ. Ủa
Thí chủ. Tặng cái gì cho Bần Ni? Anh tặng Bần Ni cái kẹp mà không biết nó kẹp ở đâu. Chắc mày mốt tặng bút lông quá. Uống chi vậy? Dẻ cho có tóc để có cái để kẹp. Ủa chết cha vậy nữa, anh đếm sai rồi. Không, bảo đảm lần cuối làm đàng hoàng đúng tên chi người yêu luôn. Đúng đàng hoàng nghe chưa? Hẹn hò. Hẹn hò đi. Chi ơi là chi, bây giờ anh trở về quê thăm em 3 lần rồi chi ơi. Bây giờ em ráng cho anh gặp mặt cái nhà chi. Chi ơi là chi, chi ơi là chi mà. Giống chưa? Đúng đây nè. Chi cái nét mỏi mỏi đây nè. Rồi xuống đây đi. Anh trên Sài Gòn mới về á hả? Anh trên Sài Gòn mới về. Nhớ em không? Anh nhớ em muốn trẻo, muốn trẻo, muốn trẻo luôn. Anh nhớ em quá trời quá đất luôn. Anh về tìm em mà không có thấy em đi đâu vậy? Em đi nối tóc á. Mắc mơ gì đi nối tóc vậy? Tại nãy hả, cạo đầu giả làm lan vậy nó tóc có được như vậy nè. Nó có tóc rồi kẹp đi. Chi ơi, anh... anh muốn cưới em. Anh này, tiện nay nói mấy lời ngọt ngào nhiều chi dữ vậy? Thì anh muốn rót mật vào tai em á. Rất mật vào tai em á hả? À chết cha, mật tràn lỗ tai, điếc lỗ tai, điếc lỗ tai luôn anh ơi. Làm sao đây, phải làm sao? Có cái gì không? Làm sao? Điếc lỗ tai, điếc lỗ tai có bông ra cái tai à. Móc móc ra liền. Móc ra liền hả? Làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì mới được? Làm cái gì? Rồi sao? Hết điếc lỗ tai rồi nè anh ơi. Điếc rồi. Nói là do gì sao? Đàn bà con gái hẹn hò con trai cần có trái tai bên mình. Sao em hay quá vậy? Dạ. Ví dụ trái tay vậy, ví dụ mà tặng cái khác có được không? Được luôn. Tặng nhiều cái để tặng lắm. Mình tặng xin gom. Em điên quá, tặng xin gom mà bạn ai gần gái giận đó. Không, giận mới cần xin gom đó. Không được đâu. Ông nghe ông bà ta nói hả? Đứa nào mà cãi lộn tùm lum ăn vô một cục xin gom là nín liền. Ủa cái thơ nó đảng hậu vậy sợ biết không? Đâu, miễn có giận nghe lọt lỗ tai là được anh à. Rồi thử nha. Thử đi, bây giờ mình giận mình làm bạn gái anh cầm đi, cầm đi nè đó. Cầm. Hẹn hò đăng bác bạn bạn gái, gái nha. Giận. Anh đi đâu mới về? Anh đi từ Sài Gòn mới về. Sài Gòn mới về phải không? Đúng rồi. Có người yêu rồi phải không? Không phải, người ta yêu anh chứ anh không yêu người ta. Tôi không tin anh, mình chia tay đi. Em à đứng lại đi đã, khoan giận rồi, bỏ đi đã, ăn miếng xương cơm đi. Một cục thôi đó. Một cục thôi, ăn đúng một cục thôi. Em là con đàn bà điên. Em là con đàn bà điên. Em là con đàn bà điên. Em phải yêu anh. Yêu anh nào? Yêu anh đến suốt cuộc đời mà không được chia tay. Không chia tay. Em phải yêu anh. Em yêu anh. Em phải yêu anh. Anh yêu em. Đó là gì sao? Đó là sao? Làm lại à. Em phải yêu anh. Anh yêu em. Đó là lý do gì sao đàn bà con gái dự hận cần có single bên mình. Hả? Em bộ. Anh muốn dối trí với em luôn. Dối trí đâu? Rồi được, cái đó hay đó em ơi. Ủa em, ủa là cái gì cũng làm thơ được luôn á hả? Mỗi cái là một câu thơ. Ví dụ chai dầu thơm. Dầu thơm này hả? Ai mà đòi núi lùng bùng, xin vô một miếng nó chập trùng lại ngay. Ê, còn bánh mì thì sao hả? Bánh mì này hả? Bánh mì à. Ai mà lỡ có hai phay cắn vào một miếng thành chai thẳng liền. Ôi, sao anh chế được mấy con này hay vậy? Ủa làm như bán đây vậy trời. Đoán này phải không? Em trai à? Dạ. Cho anh hỏi là cái bến phà này nè, ngày nào nó cũng chạy qua chạy lại 20 chuyến có đúng không? Đúng rồi, đúng 20 chuyến mỗi ngày qua lại. Rồi à, em bán như vậy á là em ngủ cao lắm là 4 tiếng thôi đúng không? Trời ngủ lố nữa, bán cho ai khách về hết trơn. Rồi à, ngày lễ Tết á, em trực ở đây cái bến phà này 24/24 có đúng không? Đúng rồi, mấy ngày đó khách đông lắm anh phải bán kiếm lời chứ. Ê, còn ngày 30 Tết á, cái đêm 30 Tết á, là em đứng ở bến phà này, em nhìn qua bên kia sông xem bắn pháo bông có đúng không? Dạ, buồn lắm á. Ủa mà sao anh biết tâm trạng của em mấy ngày đó hay vậy? Bởi vì cách đây 15 năm, anh cũng là người bán tạp hóa ngay tại chỗ này. Bán ở đây. Ngày trước
Nhà anh ở bên kia sông kìa. Sáng sáng cái anh bắt một chuyến phà tới đây để anh bán. Anh nhớ lúc đó anh 10 tuổi. Rồi anh bám trụ với nghề bán tạp hóa được 8 năm. Sau đó năm 18 anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Vậy là bao nhiêu năm nay anh ở trên Sài Gòn á hả? Không phải, anh ở Sài Gòn chứ 1-2 năm thôi. Rồi anh hợp tác lao động ở bên Nhật á. Bao nhiêu năm bôn ba nơi đất người. Bây giờ anh mới có cơ hội trở về thăm quê hương mình. May mắn sao anh lại là người đi chuyến phà cuối cùng này. À, em trai à. Dạ. À, mai mốt á, bến phà nó dẹp rồi, ta xây cầu lên em sống sao? Có sao đâu. Cái nghề bán hàng rong của em mà, không bán chỗ này thì bán chỗ khác. Chợ, khu dân sinh thiếu gì chỗ bán. Tại bữa nay em cố tình nó bán thiệt là chậm á, để em được nhìn thấy chuyến phà cuối cùng nó chạy. Chứ may là hết thấy, hết được nghe rồi. Anh kiếm gì vậy? Anh muốn tặng quà cho em. Nhìn mặt nó vui quá ha. Ừ. Anh cười dễ thương quá. Ủa mà anh tặng này cho em chi vậy? Cái con mèo này nè bên Nhật á, là một cái niềm may mắn. Anh muốn tặng cho em để chúc em mua mai bán đất. Ủa mà sao anh tặng cho em? Anh muốn nói lời cảm ơn em. Cảm ơn vậy vậy? Bởi vì khi tiếp xúc với em, anh mới thấy được hình ảnh của anh ngày xưa. Em giúp cho anh tìm lại và sống lại với những kỷ niệm mà anh không bao giờ quên được. Anh, phà tới rồi kìa, chuyến cuối cùng rồi đó. Anh đi đi, không có trễ. Ừ, vậy thôi anh đi nha. Hẹn gặp em. Anh ơi. Hả? Đợi em xíu. Có chuyện gì? Anh lấy cái này đi. Thôi của em bán mà đưa anh sao được. Anh tặng quà cho em. Em cũng phải tặng quà lại cho anh chứ. Nhưng mà em đưa cho anh thì sao em bán? Còn có mấy món à. Mai em bán cái khác rồi. Anh lấy này đi. Lên phà bán cho khách cho trển. Đúng như anh nói á. Anh sẽ sống lại những kỷ niệm không? Ngày cửa, ngày tương của một nàng công chúa sắc đẹp tuyệt trần. Da của nàng trắng như tuyết, môi nàng đỏ như son, mái tóc bồng bềnh. Có thể nói nàng đẹp như tiên giáng trần. Nàng công chúa có tính tình hiền dịu dễ thương, và đặc biệt có nụ cười làm say đắm lòng người. Trời ơi, trời nói, tiếng người ta cười lớn đó. Nhưng nàng không biết một mối nguy hiểm đang rình rập. Đẹp quá. Ông bột phải không? Tao không phải là bột. Ta là kẻ bắt cóc. Mày khùng vừa vừa thôi. Nó tướng mày vậy mà bắt cóc là dí sao mày chạy? Ủa sao chạy được mà? Mày giả bộ mày chạy coi nè. Mày coi bắt cóc được chưa? Trời đất ơi. Chạy vậy đó. Mày sao bắt cóc ai? Thôi mà tin tao đi, tao là kẻ bắt cóc thiệt đó. Bột. Bắt cóc. Bụt mà. Dạ, đây mới là bụt là chị hai. Ủa, vậy bắt cóc thiệt á hả? Đúng vậy. Trời chết ta rồi. Ta sẽ kiếm một người trợ lý với năng lực siêu nhiên. Trợ lý đâu? Dạ. Cao. Bắt cao. Bắt cao. Ê. Bắt cao. Bắt cóc hả? À, bắt cóc á. Ở chừng nào bắt được tao? Bắt cao. Rồi khổ ghê không nè, nó nghe nè, tâm sự mỏng chút xíu nè. Giờ muốn bắt đúng không? Bắt xong đi đâu nè? Chỉ đường, qua bển không? Rồi leo lưng tôi. Đi. Vậy chó lẹ.
công chúa ơi, cảm ơn đã giúp một tay nha. Và thế là cuộc bắt cóc đã thành công mỹ mãn. Wow, thông minh. Và sau đó, nhà vua đã kêu gọi các anh hùng giải cứu công chúa. Và đáp lại lời kêu gọi đó, một anh hùng đã xuất hiện. Và người anh hùng đó là ai? Là ai? Đó chính là anh hùng Mario. Game hai năm cứu công chúa. Đội tường, đội bể tường á. Trời ơi! Đừng phá hoại thiên nhiên. Mạng thứ hai, mày bấm cho đủ tiền hay gì hả? Nhảy cái bấm vô cố nhảy rồi chết hay gì? Ủa vậy là chết rồi hả? Em tào lao chơi nãy giờ. Mạng thứ hai, bài học rút ra, tham thì thâm. Mạng thứ ba, bắt đầu. Ăn tiền mới chết đó. Mà sao tao chết vậy? Chừng nào tao nhảy xuống đây tao mới chết là thằng hùng. Một ví dụ rất sinh động và rất ngu dốt. Bạn thứ tư bắt đầu. Ta thoát được. Tên quái vật rồi. Thoát được rồi, là thế gì với vua cha của ta? Có ai cứu ta không? Ta đây! Quá nhiên không sai. Con quái vật mày chết đi. Ủa tôi giết con quái vật mà sao không thua hả? Ê mày khùng hả? Tao công chúa hả? Tao một hai tao khó khăn tao vượt được quái vật ra mày giết tao lần hai hả mày? Đáng lẽ mày cứu tao mày được 200 triệu đó. Nhưng mày giết tao mày chơi từ đầu từ đêm chào xuân đi con. Chơi hoài không chắc chịch, chơi hoài không đáng là sao? Sau những lần vấp ngã, cứ ngỡ anh ta đã không còn mạng để chơi. Nhưng anh ta đã có một may mắn, đó chính là ngôi sao bất tử. Mỹ nhân ơi, mỹ nhân, đến đây với ta, mỹ nhân, mỹ nhân ta, mỹ nhân ơi, đến với ta đi. Dừng lại,
Mariko đến đây để giải cứu cho công chúa đây. Đúng rồi, tráng sĩ làm ơn cứu thiếp đi tráng sĩ, cứu khỏi khủng long đi tráng sĩ, tráng sĩ. Xấu thì tập cái tính bớt nói. Tôi mà biết sao bà xấu vậy tôi không có cứu bà đâu bà nội. Lỡ tay đây cứu bà về đó, làm ơn đi cho Queen up đi. Tôi về khủng long xong tôi cứu bà về. Bà đây nè. Bây giờ con khủng long kia, ngươi chịu thả công chúa ra không? Ê, tên Mariko kia, ngươi ngoài mấy cái trò ăn nấm độn thổ gì đó, ngươi còn có biệt tài nào không mà dám cứu công chúa hả? Tất nhiên ta đến đây là ta đã có vũ khí bí mật của mình. Vũ khí gì? I have a pen, I have an apple. Apple pen, I have a pen, I have a tầm thường. Hãy coi sức mạnh của khủng long Tony. Khủng long biến hình. Đủ nhiêu rồi, muốn nhiêu đủ tiền rồi, về. Ủa, vụ này làm sao chú? À, tụi tôi làm lân sư rồng ở bên Phú Thọ Đường. Ủa, vụ này muốn làm gì vậy? Biến hình. Con khủng long nó hợp đồng kêu qua đây muốn, kêu qua múa nè. Mà nó cho keo kẹt quá, đâu coi cho con trăm mấy rồi, múa 2-3 phút rồi về. Không sao đâu. Vui vui. Sợ muốn chết luôn à. Vui vẻ, vui vẻ. Rồi, đi kìa. Tôi đợi mày cứu nhà, tao đói meo răng rồi đó. Vậy tao có cơm con tao uống. Mày là cái con tào lao nhất mà tao từng biết. Thôi ơi. Mày giỡn mặt với tao hả mày hả? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày mướn vũ đòn, mày mướn vũ đòn cùng tao hả? Tao giết mày luôn. Hôm nay tao sẽ giết quái vật, lột da mày, cứu công chúa. Dám đi. Chịu thua. Hay quá. Thành ơi, con giỏi quá. Con giết được Trùm rồi, con phá băng rồi. Giỏi quá Thành ơi. Con giết được Trùm, con phá băng. Con chúa luôn rồi. Đúng rồi. Xong rồi. Về. Đi về với mẹ chờ. Mẹ chờ. Thành. Con nghe bà nói nè. Bây giờ á, con về nhà, con tắm rửa, nghỉ ngơi ha. Rồi, để sáng mai đi bà dẫn con đi gặp mẹ. Thôi, đi gặp mẹ liền, mẹ kiếm. Nghe bà nói đi mà. Sao bà hứa ngày mai rồi mà? Con nói bữa nay đi gặp mẹ mà. Bà hứa lần này là thiệt mà, ha ha. Ngoan thôi. Không, con nói đi kiếm mẹ đi ra đi. Thành! Sao bữa nay là vậy, hả? Bà nói không nghe lời hả? Đi về! Không có gặp mẹ gì hết, đi về! Đi về! Đi về! Nói gặp mẹ mà! Bà nói nghe không? Gặp mẹ! Gặp mẹ! Mẹ chết rồi còn đâu mà gặp! Nó bậy! Bữa chơi em, mẹ gọi con rồi mẹ nói đi kiếm con. Con nói chơi phá băng thì không về. Con chơi cứu chuối không về. À, mẹ nó chờ con, mẹ chết rồi nào! Thành ơi! Bà đang nỉ con. Thành ơi! Đi về con! Thôi! Thành à! Thành à! Con đi tìm mẹ mà! Thành ơi! Thành! Thành ơi! Chờ ba Thành ơi! Thành ơi!
con chơi kèm, em phá bạn bạn của con chúa xong rồi về liền nha. Bây giờ con đang ở đâu? Con nói đi, mẹ qua mẹ đón con liền nè. Thôi thôi mà mệt quá chơi xứ gì mà. Em là cậu bé bán chè, em là cậu bé bán chè. Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không. À, à, anh Dương Lam, anh Dương Lam, anh bán cái gì vậy? Bớt diễn ngoại hình lại, bớt diễn ngoại hình lại, thấy ghê lắm. Bán chè. À, anh bán chè hả? Cho em một chén. Nhiều. Bao nhiêu tùy thích. Đây, hết à, rồi. À, em cảm ơn. À, thiệt là ngon, em cảm ơn. Bye bye, em đi về nha. Đứng lại. Trả tiền. Ủa, hồi nãy em kêu cho em một chén anh múc anh cho em mà. Rồi, tao sai cho. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ. Em đi về. Phải đưa tiền. Nó chưa đổi tiền tôi luôn đó trời. Vô đổi tiền nó con. Ai dạ? Ừ. Đổi tiền đi con, trời ơi, năn nỉ luôn, nó đổi tiền đi. À, ai ra đổi đi. Trời ơi. Anh Dương Lâm ơi, anh Dương Lâm. Rồi. Anh bán cái gì vậy anh Dương Lâm? Bán chè hết giờ, giao đãi rồi. Bán chè hả? Ừ. Anh bán chè gì? Chè chuối, chè gì cũng có hết. Chị cho em một chén chè xanh đi anh. Một chén chè xanh, rồi rồi, chén chè cái xanh. Này là chè đậu xanh mà. Em kêu chè xanh là chè là trà đó anh. Em ăn ngọt anh bị tiểu đường. Thôi kệ không sao, em ăn cho nè, em trả tiền. Nhớ cất vô kỹ nghe chưa. Đường dạo này đông lắm, cướp trộm nhiều lắm. Cất vô đi, nè lấy bao xuống, cất vô nhanh lên. Không được rồi con, được rồi. Cất vô đi. À anh ơi, em sợ quá, em không dám ăn chén chè này. Sao sợ? Em sợ chè giả. Ừ. Mặt còn làm giả được mà, đúng chi là chè. Rồi mượn tiền chưa nè. Ờ, thôi em không ăn đâu, em trả anh nè. Anh trả ngược lại tiền cho em đi. Không, chén chè này 200 ngàn là đều đủ luôn nè em ơi. Ôi trời ơi, quán quân cười xuyên Việt mà bán chén chè 200 ngàn. Bán chén chè 200 ngàn kìa. Quán quân cười xuyên Việt, anh trả tiền lại cho em đi anh. Em ăn chè rồi 200 ngàn hết rồi cưng. Đi về, liêu. Vô con. Chết rồi, thầy nó vô rồi nè. Không có, đây nè, nói nghe. Trời đất ơi, bán chè ha. Bán chè. Gánh chè ha. Gánh chè. Mà nó đô như gánh tạ vậy đó. Nói nghe, số tôi khổ lắm, đi bán vé số. Ừ. Trời ơi, nó giật vé số tôi cậu ơi. Trời nó ơi. Giật nhưng mà hên lắm cậu, giật được lại sắp báo. Trời ơi, cái phường ăn cướp luôn hả? Đúng rồi, bây giờ ngộ lắm, cái tôi thấy đâu biết đâu, đi bán gỡ vốn cậu hiểu không? Phóng vô thấy tụi kia đang ngồi quýnh bài, phóng vô liền. Ừ. Rao liền mà, báo công an, nó quýnh xối xả luôn. Chưa kịp nói chữ đây, bây giờ đứt vốn rồi. Nói nghe nè, có à. Tiền lẻ không? Thằng kia nó cho được 200 ngàn đổi ra để thối báo. Báo 5 ngàn rưỡi một tờ, giờ không biết sao thối cho người ta hết trơn rồi. Bây giờ không có tiền, bây giờ có 200 ngàn nè. Trời ơi trời. Cái tiền. Nó không đưa lại. Sao dễ bé bãi. Đưa luôn vậy. Bán cho con coi. Ây da. Ây da, cô bán hàng nước ơi. Cô bán hàng nước. À. Ủa anh bán hàng nước ơi. Mày vô đây mày kêu cô vậy mày. Ây da, bây giờ gấp lắm rồi. Em bây giờ em đi toilet công cộng mà. Bây giờ không có tiền thối cho em. Anh cho em đổi 200. Chết rồi còn 200 nè. Còn chính cổ anh 200 nữa. Bây giờ không có đổi được. Anh ơi, em làm tại chỗ đây luôn anh ơi. Anh ơi. Cái này là cái gì vậy em? Nè, cái chén này bán cái chén 200 ngàn rồi vô. Thối tiền, cái chén gì 200 ngàn? Cái chén 200 ngàn. Chén gì bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Một chén chè 200 ngàn. Ừ. Không lấy chè lấy tôi 10 ngàn lại thôi ba. Thối tiền. Không gì thôi, trả tiền nè. Ủa sao vẫn không lấy hả? Không lấy. Tao cướp. Trời ơi, tao sợ mày. Mày vô đây. À mày ngon. Tao sợ mày. Mày tin tao lúc này tao nhét vô sụn mũi mày không? Tao lấy răng tao phóng nát mặt mày. Mày vô đây. Tao phóng cái chè vô răng mày liền. Tao sợ nè, phóng đi. Nè mày tin cái 6 nha con. Cái răng mày giống như đang ngậm cái chén sứ trắng vậy đó con. Ờ. Mày hay chửi tao khỏi đổi cho mày luôn. Tao năn nỉ. Mày ngu luôn. Anh ơi, anh nói kìa ơi. Khỏi mày. Coi như em thua đi. Ừ. Còn mày vô đây. Bây giờ tâm lý tao rất bất ổn rồi nè. Trời ơi, của mày chửi tao. Tao lớn mày nha. Tao bảo vệ à. Giỡn diễn chứ không có được chửi. Cho chú đổi 200. Mắc toilet quá. Nữa sao mà không biết xài hoài vậy. Thôi xui quá. Đi đây.
không, không phải. Năn nỉ chú khổ quá, tại già cả, mắt tôi lét quá, không về nhà được. Cho chú đổi 200 chú đi toilet công cộng nha. Rồi, nồi chè sáng rồi con bán rồi có 190 thôi bây giờ đó. Con bán luôn nồi chè. Năn nỉ cho chú 200 đi. Thì chú đóng kiến người ta thôi. Không, nó không thối cho chú. Bây giờ chú múa một cái bài hát gì đi, múa một cái múa quan gánh đi. Nếu mà con thấy hay. Nếu mà con thấy hay. Múa quan gánh đi. Múa quan gánh lên, lên. Múa đi. Múa. Múa đẹp lên. Sẽ tôi thấy đâu luôn, trời mới bộ thôi. Nó muốn bệnh luôn, nó không đổi, nó không đổi. Trả ra này. Tê nè. Đẩy ta ra. Vô liền, làm một bài thơ về nồi chè. Lại nói về nồi chè. Nè, hay duyên dáng. Tới đây. Anh chưa lên bài thơ về nồi chè. Bài dạy cái đích rồi. Bài thơ về nồi chè. Vô. Chè ơi, chè ở trong thùng. Bà ơi, bà múc, bà xong, bà đưa con đổi tiền cho bà luôn. Một bài rap về chè. Bài rap về chè, ok. Chè, chè là chè là chè là chè, chè nằm trong thùng là chè xong. Ai mua lấy cái chén múc vô. Và chén lấy cái chén múc vô. Ăn xong rồi trả chén luôn. Ăn xong rồi trả chén luôn. Mình có 200, có 200, có 200, có 200 thì đổi 200. Tung hướng chén. Tung hướng chén. Tung hướng chén luôn. Tung lên, tung lên, tung lên, tung lên. Cái chén này bằng cái nào, có cái nào bằng mũ không? Có cái nào bằng mũ, tung hướng chén lên luôn. Tung chén 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 lên. Rồi rồi, nuốt đũa, nuốt đũa. Cái này. Rồi rồi, 200 áp nha. Cái nuốt đũa. Xin làm bớt thay cho Dương Lâm và hai nhóm. Hai bên những chàng trai và đời bi. Hồi lòi nó bò lên bờ, hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Kệ nè 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 nè. Giống bà đó bà nói. Thiệt là không. Không đúng quá. Lên làng nghe ngóng sớm dưới làng trên. Cái số hỏng trong nó chuyện bao đau. Bao đau. Bao đau. Nhiều chuyện vừa thôi. Nè, bà mới là nhiều chuyện á, bán rau gì đâu hả? Thuốc sâu rồi tùm lum. Ờ, chứ sao bà giỡn nó được luôn nè. Cái gì? Bán chiếu giỡn nè. Không hề nghe chiếu giỡn cái gì, còn theo thôi của bà đi kìa. Bớt bớt giùm. Cái chợ này không ai nhiều chuyện bằng tôi đâu. Có cái chuyện này hú hồn nè, muốn nghe không? Chuyện gì vậy? Chuyện là như vậy. Nghe vẻ, nghe che, nghe dè. Con sáu hôm qua bán cháu bị té u đầu. Thằng chồng u sầu mà chở lên trạm xá. Con mẹ bán cá ở đó bả nghe. Cái tướng mà tè le mà chạy đi khắp xóm. Cái tướng đã ốm mà nhiều chuyện vô biên. Cái thứ vô duyên em đây ghét lắm. Em đây có tâm mà nó đồn là ở dơ. Con quỷ này bơ đơ, nó đồn là trai thẳng. Chuyện gì có sẵn thì kể lại thôi, chứ kể lôi thôi. Em đây rối trí. Rối trí cái mà rối trí. Tôi chỉ muốn mấy người vui thôi mà. Mấy người không vui hả? Không có vui. Muốn vui hả? Chết rồi. Anh Đèn Lớn. Trời ơi, anh Đèn Lớn tới rồi. Anh Đèn Lớn tới rồi. Muốn vui chạy thì có vui. Chết rồi. Bé thò te đây là bán Đèn Lớn. Trời ơi. Tụi bay làm cho vui đi. Dạ. Trời ơi, chạy đi bà con ơi. Chạy đi. Anh Đèn Lớn tới rồi. Chạy đi. Chạy hết đi. Chạy đi. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dắp phải đá mà hoàng phải tôi. Thằng kia đừng có tào lao, nếu không tao tán rớt luôn cái mục rồi.
tao tán cho sắc mặt luôn. Tao tán cho sắc mặt luôn. Tán cho sắc mặt luôn. Chưa thấy cái vũ đoàn nào múa nền làm lên bền luôn múa chính. Ta nói múa chính phải lính quýnh cái dàn múa nền này. Vỗ tay cho dàn múa nền. Đủ rồi. Tụi bay lộn xộn quá. Tụi bay đâu? Dạ. Ghế đen kèn. Bây giờ tụi bay còn chần chờ gì nữa? Làm. Dạ. Kéo kéo, mày hay quá. Mở nhạc cho người ta hát mà mở nhanh kiểu này ai hát được kiểu. Mày có hồn không? Mở lại. Tao hỏi mày có khùng không? Dạ không. Tao nói làm đây là kêu hai anh em tao làm, kêu mày làm à? Ai biết đâu xem ở đợi em lau nhà để em quen. Im. Tụi bay. Dạ. Làm. Dạ. Bơi. Quý kéo kéo. Khùng mày. Tụi bay đi kìa. Tụi bay giỡn mặt với tao à? Thu tiền. Dạ. Em không có tiền, không có tiền, không có tiền. Mọi người ơi, không có tiền mà. Không có tiền. Trời ơi. Không có tiền. Bên đây cũng không có luôn. Nói chung, bây giờ không có tiền cũng không sao. Vậy thì tao sẽ lập phiên tòa xét xử tại đây. Trời ơi, trời ơi, tòa hả? Phiên tòa đòi tiền, xin phép được bắt đầu. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi. Tụi bay. Dạ. Dành móng ngựa. Đại ca, tụi em giành được rồi. Cái gì? Móng ngựa. Trời. Đại ca. Đại ca. Tại sao tụi mày có thể ngu như vậy được chứ? Hay quá. Mày giỡn mặt với tao hả? Kéo kéo. Tao nói tụi bay nghe nè. Tại sao? Tại sao vậy hả chú ôn chú ngục? Tại sao tụi bay có thể ngu như vậy được chứ? Cái tên nói lên tất cả. Nói chung bây giờ chúng ta dẹp hết phiên tòa. Dẹp luôn móng ngựa. Dạ anh ăn móng heo không? Gân hay giò? Tao cuốn chả giò bà bây giờ. Đi vô. Đưa sổ sách cho tao. Dạ. Bây giờ có sổ sách đây rồi. Thì bây giờ tao đọc tên ai thì người đó ra đây đưa tiền cho tao. Phiên tòa đòi tiền xin phép được bắt đầu. Xin mời bị cáo thứ nhất. Bà hay néo bán heo nái. Bước ra. Matador. Là cái gì? Buông tôi ra. Chờ má nó nghe nè. Nãy giờ không ai trói má luôn á. À trời cói. Cái gì? Bà nói gì á? Cởi trói. Phải công nhận cái trí tương tự bà phong phú ghê ha. Anh có khẽ. Rồi tiền tôi đâu? Tiền gì anh? Tiền tôi qua đây thu hàng ngày đó. Anh ơi, quê của em khô cằn lắm. Ở đó chỉ có chó ăn đá, gà ăn sỏi. Rồi em ăn gì? Em ăn hai tụi nó. Trời ơi. Em ơi. Dạ. Rồi tiền anh đâu? Em không có tiền. Em không có tiền. Dạ. Vậy anh ăn em luôn nha. Anh ăn anh hả? Thôi đi má. Tôi hỏi tiền đâu? Em không có tiền. Bắt nó lại. Đừng. Tiền mà đâu? Tiền mà đâu? Tụi bay. Phía sau một cô gái. Dạ. Đằng sau quay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu tành ngữ giặt áo cho người xem lưng. Nói không có tiền vậy đây là cái gì? Hả? Bà không nói nhiều nữa. Úp mặt vô tường. Áo Hường bước ra. Hả? Dạ có Hường. Cố lên. Mạnh mẽ lên. Cố lên. Chiều bán trang. Trang bán chiếu. Dạ. Tiền tao đâu? Dạ anh ơi, sáng giờ em bán ế quá không có tiền. Không mấy anh mua chiếu của em về đắp đỡ đi anh. Nói nghe có cần thêm nải chuối không? Cái đó cũng được nữa. Mày điên rồi hả? Tao dạ. Nhét chuối vào họng mày bây giờ mày chù tao hả? Dạ không có. Bây giờ tao hỏi tiền tao đâu? Dạ không có tiền. Em khổ lắm. Em nói thiệt với mọi người là em không có tiền. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Không tiền. Không tiền. Không tiền chứ vậy đây là cái gì? Hả? Em hát trong tay không tiền nhưng mà dưới chân em có vàng. Nó nói đúng rồi. Bây giờ mày trả treo tao đúng không? Tụi bay. Anh dạ. Ơi. Anh ơi. Đi. Đất cái quần em thiệt luôn. Người ta không có tiền làm rách quần người ta nữa. Im đi.
thường giao hàng. Áo vàng bước ra. Trời ơi, cô lên áo vàng. Chào em. Dạ chào anh. Tiền anh đâu? Dạ em cũng đâu có tiền đâu anh. Ủa em bán gì mà không có tiền? Dạ em bán râm. Rồi sáng giờ có ai ủng hộ em chưa? Dạ chưa, ế lắm anh ơi. Không ai, anh mở hàng giùm em nha anh. Ờ không không không, tiền em anh không dám ủng hộ đâu. Kìa cô bé, em bị bệnh gì hả? Dạ không anh, em khỏe lắm. Em khẳng định với anh một điều là em không có bệnh. Vì ham mê giàu sang, kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tâm tối. Em đã mang căn bệnh thế kỷ. Trời ơi, hình như có một sự hiểu lầm ở đây. Quỷ heo kéo. Trời đất ơi em ơi, em mắc căn bệnh thế kỷ mà em nói không bệnh gì hết. Dạ đâu có đâu anh, hiểu lầm á, quỷ kẹo kéo nó hại em á. Đã xấu mà còn sao. Đã si đa sao phải hiến máu. Tôi si đa sao. Ủa em không si đa vậy em bệnh gì? Dạ em bệnh ho ở ho gà. Trời ơi, rồi tiền anh đâu? Dạ sáng giờ lo ho không mà có bán đâu có tiền anh. Thôi anh thiết nghĩ em không cần bán nữa đâu. Em về uống thuốc giùm anh đi. Không, cái đó em ho giả bộ á. Em ho giả bộ à, em giỡn mặt với anh à. Bây giờ em không có tiền thì anh sẽ lấy râm của em. Không được lấy râm của em. Trời ơi, tôi sẽ trả râm đi người ta đi. Trả râm đi. Trả râm đi. Cuối cùng tao cũng lấy được bịch rau râm. Ở đâu có rau râm thì ở đó có chân. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi hay quá. Trời ơi chú bé ơi, chú bé diễn thật là minh họa. Ở trong kia trứng đang đây lộn. Một đứa con nít 3 tuổi cũng biết bé bán trứng lộn. Em đâu có lộn. Cái đó em gọi là xanh tô đó anh. Ủa vậy em bán gì? Dạ em xanh tô đây để em bán hàm răng hô. Hả? Trời nó nghe nè, nó nghe. Dạ. Hết chuyện ở vô chợ này bán răng hô, ai mua cha? Minh dữ. Xấu âm chì địa ngục, xấu lục đục gia can, xấu tiêu tan lịch sử, xấu không kiên cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn, xấu thôi, 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 để sức lát thi em nha. Rồi quá trang luôn, quá trang đi. Nói nghe nè. Dạ. Em ở đâu đến đây vậy? Dạ em bán ở chợ bên kia anh. Trời em bán chợ bên kia mà em không chịu bên đó. Em qua đây một hồi anh thu tiền em luôn đó. Dạ em xin lỗi anh, để em về bên đó lại. Kẹo kéo nhạc. Hay quá, trời ơi, hay quá, trời ơi. Ây dạ. Nhào lộn đã về, tấu hề bước lên. Chào em. Dạ, chào em anh. Em là... Dạ khoan, dạ anh nói cái ta hết bất ngờ, em sẽ tự giới thiệu. Dạ anh thiệu với bà con tiểu thương, giới thiệu mọi người. Em tên là anh Thơ Khùng. À, Thơ Khùng bán gì? Dạ em bán khung thờ nè. Rồi tiền anh đâu? Dạ em không có tiền, em có chiếc cung thờ bé bé xinh xinh này tặng anh thôi. Dạ em là Thơ Khùng, xin đại diện tiểu thương chợ Tình. Tình ở đây không phải là chợ Tình Sa Pa, cũng không phải là tình cha, tình mẹ, tình anh bán chiếu, mà là tình thương của mọi người với mọi người. Ngày hôm nay tiễn đưa anh kèn lớn. Ông bà ta có câu: thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng bịch tiền đô. Em đã có tiền đô rồi, bánh ít cho đi thì bánh quy cũng phải cho lại. Em không có gì hơn ngoài nụ hôn nồng cháy tặng anh nơi chính suối. Thôi kìa. Thôi. Đại ca Giao Khùng. Thơ Khùng. Hùng đi. Em khùng nhưng em rất là khó. Phải có nhạc em mới hùng nhạc. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu gì sao không khép bao giờ. Để em khép cho. Ôi, thật ghê quá. Nó nghe Thơ Khùng. Dạ. Nó phải khen chứ sáng ăn gì thúi vậy. Dạ bún mắm đó anh. Anh ăn gì mà hôi vậy. Bún đậu mắm tôm. Thật ghê quá ha. Thôi được rồi, đi về đi. Tụi bay, trả khung thờ cho nó. Dạ, trả khung thờ cho nó. Dạ, trả khung thờ cho em. Dạ, em đi về. Ê, khùng mới khùng. Dạ. Em khùng mà em khôn quá vậy. Dạ, khôn gì anh? Tiền anh đâu? Dạ, em quên. Nhạc cho vô cái coi.
Anh nè, đây là chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, mong anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây danh phận có lỡ làng, xin chớ phụ phàng người em gái nhỏ. Em đi nha. Khoan. Dạ. Tiền anh đây rồi, còn tiền em đâu? Em không có tiền. Em không có tiền à? Dạ. Ê, tụi nó nói nó không có tiền rồi tao quay. Hốt cái khung thờ của nó. Khoan. Anh ơi, tuy em không có tiền nhưng mà thằng em của em có. Thằng em của em là ai? Dạ thằng em của em nó thấy ghê lắm, nó kinh doanh lớn lắm. Nó ở đâu? Để em kêu nó ra. Masubilami. Hupa hupa. Gì? Dạ em tên Thanh. À Thanh à, vậy là em tên là Sĩ Thanh. Dạ không phải. À không phải Sĩ Thanh. À vậy là Phương Thanh. Dạ không phải. Cái này chắc chắn đúng luôn nè. Hồng Thanh. Không phải mà. Ủa chứ em Thanh gì? Dạ em tên là Thanh Khùng. Thanh Khùng bán gì? Dạ em bán khung thành. Vô 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 vô. Ale ale ale. 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 Người ta nói rằng lâm thăng sẽ rớt, mà đâu có ngờ lâm thăng vô sâu. Ale ale vô. Ale ale ale. Vô vô vô. Ale 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 ale. Gió bớt về xác sơ những bụi chuối sau hè. Dạ em biết em lạnh rồi mấy anh chị ơi. Thôi bây giờ mình vô vấn đề nóng đi. Dạ sao anh? Tại sao em bán khung thành ở chợ rồi ai mua cho em? Dạ tại vì cha truyền con nối mà anh không nối nó kỳ. Vậy cha em làm nghề gì? Dạ làm công nhân. Hả? Ủa sao em nói cha truyền con nối mà? Dạ tại vì cha truyền con nối, em muốn nối gì em nối à. Ở trời mẹ em bán cái gì? Dạ mẹ em bán khung. À, khung gì? Dạ khung cưỡi á. À, lúc mẹ em bán mẹ em rao sao? Dạ. Dạ khoan anh ơi, nó khùng nó biết rao đi. Em tỉnh em khùng, em tỉnh em nói nè. Mẹ em rao là như vậy. Kẻo cà kẻo kẹt lấy tranh chồng chị quét mắt ra. Mày mà kêu la chị tạc lăng axit. Nóng quá. Yeah, yeah. Thanh khùng. Thơ khùng. Duyên dáng vô cùng. Nó nghe nè hai con khùng. Khùng mà biết văn mùng chải chiếu. Khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu. Khùng mà biết nói tiếng yêu I love you ok. Khùng mà biết dắt con người ta ra bờ đê. Duyên quá trời ơi. Em ơi em duyên quá. Nó nghe hai đứa. Dạ. Tiền anh đâu hai đứa? Tiền gì? Tiền của hai đứa đó. Mày khùng mày trả tiền đi mày. Anh mới khùng anh trả tiền đi. Mày khùng mày trả anh tiền khùng đi á. Mày khùng. Anh khùng á. Mày cái đầu mày khùng hơn tao nè. Khùng mà biết làm ra tiền. Mày ngu quá tao khôn không giờ tao nói tao giấu hết tiền ngay sau lưng quần nè. Cảm ơn hai đứa. Hai đứa mình đều khôn. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Anh hỏi mấy người, tôi hỏi mọi người ở đây nè. Trời ơi. Tại sao tôi hỏi mọi người ở đây, tại sao mỗi lần tôi tới đây thu tiền là mọi người nói không đủ tiền hoặc là không có là sao? Được rồi, bây giờ bữa nay ai thiếu hay không đủ hốt hết đồ cho tao. Quá anh cho tụi em lụm phụ được không? Được. Dạ có gì làm được làm. Đây. Mày có đồ. Nó nghe. Em anh. Em anh hả? Lộn. Dạ đây. Đồ đặt qua đây. Đúng rồi. Thôi đủ rồi. Tao không tin luôn đó. Vậy là kể từ ngày hôm nay tao sẽ là nó nghe mấy đứa dạ che mặt kiểu này sao anh diễn dạ. lại náo lên. Kể từ ngày hôm nay tại khu đất này tao sẽ là người cầm trịch. Cầm trịch. Ủa là sao? Trời sao mấy đứa ngu quá vậy trời. Cầm trịch ở đây có nghĩa giống như nó đại khái cái ý nó cầm à giống như là cầm cân nảy mực vậy đó. Cầm cân nảy mực là giám khảo Việt Hương. Đúng rồi. À, lộn luôn. À cầm à cầm kỳ thi quả. Cầm kỳ thi quả là Tuyết Kiều. Chứ cầm đây cầm mà cái à em biết rồi nè. Em biết rồi. À cầm độn. À cầm độn là mày độn á. Cầm gì? Cái cầm đó người ta nói cái cầm gì? Cầm thuốc.
À, cầm thú là bà đó. Trời ơi, cầm ở đây. À, cầm ở đây là cầm đồ. Đồ cầm đâu là ông á. Trời ơi, cầm đồ là mày cầm đó. Mày mà rớt trong đây là mày cầm đồ luôn nè, tao thề luôn đó. Tao biết rồi. Nói chung là mọi người không hiểu đúng không? Bà con ở đây có ai coi game show không? Có. Dạ. Thì bây giờ người mà ta tham gia game show á, người ta thi, người ta vô được chung kết á. Dạ. Người ta giải nhất á. Dạ. Thì mọi người thường hay gọi là quán quân. Yeah. Xin mời quán quân mùa 2. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ nói trước bước không qua. Dạ, Trang Thi mà tưởng mình quán quân đeo dương điệm cầm cúp giày dễ của hạng ba lắm quý vị à. Một chảo tay cho hạng ba năm nay. Không, không mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không mọi người ơi? Nó làm gì vậy? Ô, buổi sáng tinh mơ. Tôi vừa nằm mơ đúng không mọi người? Không! Sự thật! Mùa 2! Đi vô! Đi vô đây được ai? Ồ không chào bằng miệng luôn à? Quần chúng đi vô! À. Vô! Vô! Đồ chạy mũi bổ vét luôn! Trời ơi! Trời ơi! Giỡn gì đó đủ rồi! Tụi bay! Dạ! Làm gì vậy cha? Bỏ xuống! Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với câu thành ngữ đất lành con chim mới đậu. Anh Thắng, để em đến vậy. Dạ. Không cần. Tao té ở đâu thì tao tự đứng dậy chỗ đó. Hay quá. Chết rồi mọi người ơi. Chết rồi. Chết rồi. Bây giờ mọi người trả lời tôi đi. Tại sao mọi người buôn bán mỗi ngày mà lại không có tiền là sao? Hả? Không có tiền, không có tiền. Cái chợ này thì càng ngày càng ế, tụi em có bán được gì đâu mà lấy tiền đưa cho anh. Đúng rồi đó anh ơi, bán nay giờ ế lắm, tụi em nhiều chuyện mà đâu kiếm tiền được đâu mà bán. Này này, anh ác vừa thôi chứ. Đúng rồi, đúng rồi, ác vừa thôi chứ. Đọc gì vừa thôi. Bây giờ nói tụi ác đúng không? Được. Vậy thì ngày hôm nay sẽ ác cho mọi người coi. Đè quay. Lên. Đè. Dừng lại. Mày vừa phải thôi nha. Tức nước dở bờ nghe chưa? Bà con tiểu thương có sống hành võ môn trận. Dạ tiến lên em. Lập trận. Tiến lên ông ba. Lập trận đồ. Lập trận. Xả tiền. Giao trại xả tiền. Giỏi chanh đi. Thất thủ rồi. Bộ bay. Dạ. Gặp trận có xe ô che nắng. Dạ. Mày ta chọi tiếp. Con quỷ phải đây. Chết đi. Báo cáo thờ khùng đi xối. Bên địch đang có xe ô che nắng rồi kìa. Hay quá. Vậy bây giờ Sida tử tướng. Có thật. Bây giờ chúng ta hãy phá cổng thành. Đúng rồi. Dạ. Ô lên Sida tử tướng. Có lên. Hay quá. Không sợ. Trời ơi. Không sợ. Lên. Sao vậy? Đau quá. Đồ ngu. Trời đâu? Đợi đâu? Lại. Cố lên. Khoan đã. Tui quá. Hả? Tình hình sao rồi? Quân trình đang thất thủ. Chúng ta hãy dùng tiền chiêu cuối đi, Lưu Quân. Được rồi, tiền chiêu cuối. Chị ngã, em đè. Chết đi! Đồ ác nào! Đồ ác nào! Đủ rồi!
tại sao tất cả mọi người lúc nào cũng kêu tôi ác? Lúc nào cũng kêu tôi ác là sao? Tôi ác chỗ nào mọi người nói đi. Cô đó, lúc con cô không có tiền đóng tiền viện phí, ai là người đã lo cho nó? Còn anh nữa, lúc anh bán chiếu không hết, ai là người huy động cả cái chợ này đi mua chiếu cho anh? Còn cậu, tôi sao? Lúc ba cậu mất, không có tiền lo chuyện mai táng, ai là người đã đứng ra lo hậu sự cho ba của cậu? Thì còn chị nữa, con chị đi học không có tiền đóng tiền học phí, chính tôi đã cho chị mượn tiền kia mà. Ngay cả mảnh đất này ông nội tôi đã để lại cho mọi người buôn bán, bao nhiêu năm qua gia đình tôi có lấy đồng một cắc nào không? Thời gian gần đây tôi đến đây tôi thu tiền là chỉ vì tôi muốn lấy tiền đó đóng tiền điện, tiền nước, tiền bảo vệ, tiền giữ xe cho mọi người thôi mà. Tôi có lấy được một đồng cắc nào đâu. Để rồi bây giờ tôi đổi lấy được gì? Tôi đổi lấy những quán ghét của mọi người. Mọi người nói tôi là đầu ác độc, cường hào ác bá. Và mọi người có biết tại sao cái chợ mình ngày càng ế không? Bởi vì mọi người đang nói xấu lẫn nhau đó. Chị thì nói anh này bán chiếu cũ chiếu rách, còn anh thì nói chị này bán rau không sạch, chị thì lại nói chị này là bán thịt heo thúi heo hư. Ngay cả bản thân anh em cậu cũng vậy nữa. Tôi sao? Không hề, không hề. Phải, người trong một nhà vậy mà còn đâm thọt lẫn nhau. Đâm thọt cái gì? Ai đâm thọt? À, người em thì nói người anh mình ghi đê. Khốn nạn vậy. Mày bước lên tận cùng. Tao ghi đề hồi nào mày vừa phải tao chứ. Chiều chiều tao lên chùa, tao bán lá bồ đề. Mà mày bỏ chữ bồ, mày nói chữ đề, làm dân chúng hiểu tao ghi đề. Khốn nạn cô. Anh thôi đi. Bản thân anh cũng vậy nữa. Tôi sao? Anh đi nói em của mình là một thằng bán đồ. Trời, anh ai? Anh nói gì kỳ vậy? Em bán kẹp băng đô mà. Anh đổi thành chữ độ luôn hả? Trời ơi, anh cũng có vừa gì? Thôi đủ rồi đó, mọi chuyện bây giờ sáng tỏ rồi đó. Mọi người nói đi, ở đây ai là ác? Ai mới là kẻ ác? Tôi không ác, mà miệng đời mới ác. Mọi người làm gì vậy? Thì anh nói vậy rồi mặt mũi đâu tụi em ở đây nữa. Trời ơi mọi người ơi, tôi nói ra những điều này không phải là để đuổi mọi người đi đâu. Tôi nói ra những điều này để cho mọi người biết cái sai của mình, chúng ta cùng nhau sửa đổi, rồi hợp sức lại xây dựng cái chợ này ngày càng đoàn kết yêu thương hơn. Cũng giống như cái tên mà ông nội tôi đã đặt cho cái chợ này là chợ tình. Đúng rồi anh ơi, chợ tình. Dưới cái không gian ấm áp đoàn kết yêu thương như vậy thì phải có một bài hát liên quan tới chữ tình để thích hợp với không gian này. Để em. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Ai khoan đi, khoan đi. Ủa dạ, thơ cùng. Dạ. Ngày nào anh không chửi em ăn cơm không ngon hả? Dạ em khùng cũng làm gì em làm anh. Trời, mở nhạc kiểu đó là sao anh kết? Dạ. Mở lại. Mở lại. Dạ bà con ơi, buôn bán nha. Rồi dọn dẹp lại nha. Buôn bán nè. Lẹ bà con cô bác nghe ủng hộ chợ tình tụi em nha. Của thí sinh Lâm Thắng. Em ơi, lần đầu tiên chị mới thấy một cái vở kịch mà em vô bi mà không có ai khóc hết em. Mà cũng không có ai lắng hết, không có ai đi thi mà không có áp lực như em hết á. Em làm như một cái chuyện rất là vui. Và một điều quan trọng nữa là Lê Dương Bảo Lâm ơi, em đâu rồi? Hả? Ra sân khấu em ơi. Em ra... Dạ. Trời ơi, tụi chị không thể nào chấp nhận được. Em chỉ là cố vấn thôi. Em làm tới nỗi ông Bảo Trung ông cười gọng chảy nước mắt. Tới nỗi mà em cầm cái giỏ ông cũng thích thú luôn đó. Nãy giờ anh tưởng là Dương Bảo Lâm thi. Dạ. Anh nhìn lại cái để thấy Lâm Thắng. Tại vì đây là cái thằng bạn mà học chung lớp diễn viên với em. Mà bây giờ còn một mình nó à, cho nên em dốc tâm, dốc ruột, dốc gan hết. Em phụ nó. À là em này là nhờ em phụ mà hôm nay nó mới rớt nè. Trời ơi. Tại vì nãy em nói em chỉ cần yêu cầu nó có giải ba thôi. Lâm Thắng rồi em đã lời rồi. Em lời là nó trao huy chương, nó cầm cái đời quán quân rồi em chụp hình ngày mai báo chí người ta không có biết. Người ta tưởng em quán quân là em ngon rồi. Hiểu không? Tại vì chị coi tiết mục này chị không có nghĩ em thi. Tất cả khán giả là gì? Tưởng là tụi em đang biểu diễn ở một cái chương trình nào đó cho vui vẻ thôi. Mà vui thiệt. Không, kịch bản vui thiệt, kịch bản vui quá vui mà tới lúc bi mà không có thở được.
tất cả diễn viên phụ làm vui lắm. Anh cái gì vậy anh, tất cả diễn viên phụ đều hay lắm. Chứ là em giải ba nữa rồi đó. Làm cái kịch thì phải có vai này nâng vai kia, chứ nếu mà một mình làm không được đâu. Dạ anh Tiên có nhận xét cho anh Tiên. Anh Tiên là người mà chuốt lại cái đường dây giùm em. Nếu sau này anh có làm kịch nữa anh sẽ nhờ Tiên dựng giống vậy nè. Thắng phải cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm cũng như tất cả các bạn hỗ trợ cho em. Rất là một cái thực phẩm mà không khí nó dễ sợ. Thấy nay rõ ràng những gì mà anh nói góp ý cho các bạn là chỉnh sửa lại khúc cuối cũng như là quá ok rồi. Cho nên anh rất là mừng, rất là mừng. Chúc mừng cho Lâm Thắng. Nó kỳ quá. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Diệp Tiên ạ. Chị Khánh Như, chị thấy như thế nào về tiết mục này chị? Lâm Thắng có một cái màu sắc rất riêng, nhưng cái màu sắc đó không làm cho khán giả bị chán. Giống như như ngồi đây nè, mỗi lần Lâm Thắng ra đúng là cái màu của Lâm Thắng đó. Và một cái điều nữa là càng ngày càng thấy cái sự giỡn chơi của bạn trên sân khấu. Có nghĩa là giống như chị Diệt Hương nói đó, là không phải tâm lý thi nữa, sự nhẹ nhàng. Và cái đó là rất cần cho các thí sinh. Ủa anh Lâm, anh cười gì dữ vậy anh Dương Bảo Lâm? Tâm lý hôm nay là nó rớt đó chị. Rớt hay không bây giờ phải hỏi chị Hương với anh Trung như thế nào. Em đóng vai ác, mọi người bên Lâm nó đóng vai hiền, mà cuối cùng chị thấy cái vai ác thấy tội hơn vai hiền, tại tuổi vai hiền nó cà chớn quá không chịu nổi. Từ những cái vòng đầu tiên tới bây giờ thì anh Thắng vẫn trung thành với cái màu này, và anh biết nắm bắt như thế nào là thời cơ, và đó là một diễn viên rất là thông minh khi giữ vững cái lập trường của mình. Em thấy là anh Thắng có một cái chiêu bài đó là lấy thịt đè người. Vì lên sân khấu rồi rất nhiều con người, anh hòa trộn vào trong đó, mỗi người một tính cách, nhưng anh vẫn là một người sáng nhất trong tiểu phẩm của anh. Vâng, xin cảm ơn cố vấn đạo diễn Huỳnh Lộc. Vâng, và rất là mong cơ hội đến từ hai vị ban giám khảo của chúng ta. Dạ. Và số điểm của thí sinh Lâm Thắng sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Đợi gì má? Không có gì hả? Em ơi, chị ơi. Em ơi. Em ơi, cá nhiều quá kìa em. Ôi cá nhiều quá chị. Bắt cá đi em. Trời đất ơi, cá rô nè. Cá trào nè. Trời liềm kim. Nguyên một con cá tra. Trời ơi, có món hải sản mà chị thích. Chị ăn cái gì vậy? Đĩa trâu. Trời đất ơi, đĩa trâu mà phải nhai cho nhai trầu vậy trời. Trời, em vào vị trí đi nào. Xin hân hoan chào đón toàn thể tất cả mọi người đang đến với chương trình Kể Chuyện Em Nghe Nghe Nghe. Em tên là Cám, còn chị em tên là Tấm. Hai chị em của em xuất hiện như thế này, mọi người biết tụi em sẽ kể câu chuyện gì rồi đúng không? Đúng hơn. Chính xác, tụi em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện Thằng Bơm. ngày xưa, xưa thật là xưa, có một cậu bé mồ côi cha mẹ. Một hôm đang chăn trâu cho phú ông thì cậu mãi mê hái hoa bắt bướm, thế là đã lạc mất một con trâu. Cậu đau buồn và khóc thành ba tiếng oa oa oa. Lúc đó từ trong bụi rậm qua dâm bụt xuất hiện một bà bụt đầu đầy dâm và mọt cưa. Bà mới kêu lên làm ba tiếng: tại sao con khóc? Hả? Bốn tiếng lận. Bà ơi, con khổ quá bà ơi, con làm mất trâu rồi. Kỳ này về á, ông phú ông đánh con chết, ông sẽ đưa con vô khách sạn mà lấy nội tạng của con. Ôi, bà thương cho con quá. Thiệt là đau thương, thiệt là đau lòng thương tiếc. Bà ơi, thôi ta đã hiểu và thương cho con, con đừng buồn và khóc nữa. Dạ. Ta đi đây. Cái gì vậy? Bà chưa giải quyết con mà đi đón hậu gì? Ta quên. Dạ. Thôi để ta làm phép giúp cho con. Dạ. Hồ bi. Móc ra cho nó lẹ. Ủa, cái này là cái gì vậy bà? Đây chính là cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao. Cái quạt mo cao này xài sao vậy bà? Con chỉ cần dang rộng đôi tay ra và vuốt vào nách ba cái. Trời đất ơi, pháp thuật gì mà nhức nách vậy bà? Tét nách rồi. Rồi sao nữa hả bà? Sau đó con hãy đọc câu thần chú. Thần chú gì? Thiên lên lên địa lên lên năng sẽ la vương trên quài lên mấy lên na tài lên. Cái gì mà như một bà già thần kinh vậy hả?
con muốn đọc gì đó thì cứ đọc, dạ. Chỉ cần quạt một cái là nó được. À, con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Một lần nữa ta nhắc cho con nhớ, đây chính là cái quạt thần. Quạt thần. 1000 năm con quạt nó cũng không bao giờ bị hư. Ủa gì tào lao vậy, quạt gì mà 1000 năm quạt không bao giờ hư, quạt làm sao? Đây nè, cái quạt thường á là mày quạt gì nè đúng không? Dạ đó, đúng đó. Rồi. Nó mát có chút xíu à, vài dạ. bữa thì nó hư. Dạ. Đó, còn cái quạt thần của ta, con chỉ cần để nó đứng yên. Rồi sao nữa? Sau đó lắc như một con điên. Đảm bảo không bao giờ hư cây quạt. Dạ, con cảm ơn bà. Thôi con đã hiểu rồi, ta đi đây. Bà Tiên ơi, bà chưa đưa cho con cái quạt. Ôi, thế là sau khi được sự giúp đỡ của bà Tiên, cậu bé dùng cái quạt để tìm lại con trâu. Và những người trong làng, ai bị mất của hay bị khó khăn gì đó đều nhờ Bờm cầm cái quạt này giúp đỡ. Tiếng lành đồn xa, và một ngày nọ đã đến tai Phú ông. Thằng Bơm có cái quạt mo, không những quạt mát giúp cho mọi người, miệng Bơm thì luôn tươi cười, giúp cho cuộc sống ngàn ngày càng tươi. Phú ông bắt Bơm đi cài, cài một hồi cái quạt Bơm quạt một cái là nguyên một ngày thảnh thơi. Bây giờ Bờm đi ngủ thôi. Thì ra thằng Bờm có cái quạt thần ở trong tay. Hèn gì, hèn gì mà ta sai nó làm việc lớn, việc nhỏ, việc nặng, việc nhọc, nó đều hoàn thành tốt trong một nốt nhạc. Có biết đâu trên đường đời phiêu bạc, ta vô tình ăn cắp cái quạt nó được chứ không ta? Bà ná ná. Bình tĩnh lại, bình tĩnh ông. Nha, bình tĩnh nha. Con, dạ. Con nhìn ông quen hay là lạ? Dạ quen. Quen sao ông quẩy đuôi? Ông làm như con chó vậy. Đối với ông mày chỉ là một con chó. Vậy ông nhìn con lạ hay quen? À, hỏi gài tôi nè. Đương nhiên là lạ rồi. Lạ sao không sủa? Trời ơi, con nhỏ tao là chó hả mày? Trời ơi, con mày mất dạy nha, mất dạy nha, ma nha, nha. Rồi bây giờ làm sao? Tất cả mọi chuyện mà tao giao cho mày, mày đã làm sạch hết chưa? Dạ con làm xong hết rồi. Rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, vũ neo cho bà chưa? Dạ con làm hết rồi, mà không những vậy con còn bắt cái con ngựa dằn ra, con nhổ lông đen chỗ trắng, con nhổ lông trắng chỗ đen. Rồi con đem cái bức tường ra con chám chỗ nứt, rồi xong đập nứt nguyên bức tường luôn. Nó giỏi quá, không có cớ gì mà phải chửi nó được. Con yêu, ông biết con có cái quạt thần trong tay đúng không? Dạ không có. Con cho ông đi. Dạ con không có. Con cho ông đi nha con. Con không có. Con cho ông đi. Con không có. Trời đất ơi, con ơi, sao con mạnh tay với ông quá vậy con? Ủa cái quạt con thần kỳ vậy sao ông? Bây giờ cũng đổi ông nha. Con muốn cái gì là có cái đó. Đổi hả ông? Đổi cái... Thôi ha, ông đừng có nói là ông đổi con với cái ao sâu cá mè, cái bè gỗ lim, con chim đòi mồi nghe. Xưa rồi Diễm. Nhưng mà xưa rồi Diễm. Bây giờ là mấy cái thứ là bình thường rồi. Thời buổi hiện đại mình phải đổi cái gì nó thiết thực, nó cao siêu hơn. Và chương trình đổi quà lấy quạt xin phép được bắt đầu. Và sản phẩm đầu tiên là sản phẩm về dòng sức khỏe. Đây là chiếc dòng kim cô. Chiếc dòng này có thể chữa được tất cả các loại bệnh. Vâng, và tại sao nó có tên là Kim Cô? Bởi vì ngày xưa nó thuộc quyền sở hữu của cô Kim. Đây, đội lên đầu đi con. Đội lên hả? Đội lên đầu, đó. Rồi con cảm giác gì chưa? Cảm giác gì không? Ôi, ông ơi, con không đổi đâu. Nhức đầu lắm, ôi, không đổi đâu, không có đổi. Con không có đổi đâu. À, con không thích cái này hả? Không đổi. Vậy sản phẩm khác, sản phẩm này là sản phẩm công nghệ tương lai. Đổi luôn. Hả?
Hay quá em gái ơi. Sản phẩm này rất hiện đại, êm ái, mềm mại và khô thoáng. iPhone 10 Plus. Ủa, cái này xài sao vậy ông? Cái điện thoại này rất xịn, 4 sim, 8 sóng, 72 mạng. Phú ông là người Việt Nam nên xài sim Việt theo. Phú ông có một người bạn bên Lào xài sim Lào theo. Và đặc biệt Phú ông có một người bạn bên Mông Cổ xài sim Mông teo. Tao tán trong mặt mày nha. Cái gì mà Mông teo mày lanh quá hà. Rồi bây giờ ông sẽ đập hộp iPhone này test máy cho con. Trời đi kéo con tia vậy trời. Quế. Tập đoàn mình đây là tuần thờ lâm thấp. Rồi con mình nuôi cái lừa tầm ná cắp. Bọn xuống lên nữa là mai khóm ra ba lội tụt 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 tụt. Xong rồi. Ủa bạn ông nói gì vậy? Không bắt máy. Vậy ông nói chuyện với ai? Tao nói không long vậy thôi. Ủa? Thích điện thoại này không? iPhone 10 Plus. Thôi một lớn là muốn chết rồi, mười lớn là chai đích luôn á. Vậy con thích cái điện thoại này. Không, con không đổi đâu. Không, không thích cái này, có cái khác. Và sản phẩm tiếp theo thuộc về dòng sản phẩm may mặc. Vâng, cái sản phẩm này với hàng ngàn hạt lưu hương và đặc biệt với cái mùi nước tương tạo nên miếng vải tầm gai. Miếng vải tầm gai này được dệt bằng 500 cộng lông minai với sự khéo tay của 77 bà ngoại, 44 bà dì và 33 bà cô. Trong lúc rảnh rỗi các bà không biết làm gì nên đã sáng tác ra bài hát dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai. Đi à. Dệt tầm gai. Đi à. Đạp nhầm gai. Ây da, bay 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 da, ây da. Con dính khi gai, ây da. Trời ơi, ông xin lỗi con, ông hát bài này ông liệu luôn. Bây giờ con thích cái này không con? Thôi, giải tầm gai mặc vô là có thai. Mày im đi thằng quỷ hố này. Mày im đi. Không thích đúng không? Không. Rồi vậy ông đi bán ve chai. Rồi, vô. Bây giờ con thích cái này không? Dạ không, con không qua thích bên đâu đây đi. Rồi bây giờ sẽ có một cái sản phẩm khác chắc chắn con thích. Sản phẩm này mang dòng giải khác. Bạn muốn tăng cân ư? Đã có nước khoáng hiệu con gián. Nước khoáng hiệu con gián, thức uống dinh dưỡng dành cho người gầy. Ủa? Cái này uống làm sao vậy ông? Rất đơn giản. Nhạc. Xong rồi, tắt nhạc đi. Ông làm vậy làm chi vậy? Lắc đều trước khi uống. Uống đi con. Được rồi đó. Uống cái này cực lắm, con không uống đâu, con không có đổi. Đi con đổi đi con, cái này được mà. Con không đổi đâu. Sao mà mày ngu quá vậy, cái gì con đổi đây, cái vật phẩm quý giá nhất của ông bây giờ không đổi, sao mày ngu quá vậy? Bây giờ đổi không? Không, đổi con không? Không đổi. Bây giờ mày đổi không? Con không đổi, đứng đó. Con không đổi. Mày đứng đó cho tao, mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Để đó, mày đứng đó, mày đừng có lên, mày đừng im đó cho tao. Mày đừng có nhoi, mày đừng có nhoi. Đứng im đó, đứng im đó. Ông nhoi á, ông nhoi á. Tao nhoi hả? Thôi được rồi, tao sẽ quýnh mày chết. Mày đổi cho tao không? Con không đổi, đổi không? Con không đổi mày đâu. Cho tao không? Con đổi đâu. Yeah. Con đổi đâu. Trời ơi. Trời đất ơi. Cái bà này nhìn quen quá. Bà Đầm đúng không? Bà Lơi Văn Đầm. Là bà Lâm Văn Đời đúng không? Sao mâm nào bà cũng xuất hiện ở đây vậy? Đi chỗ khác. Cái chỗ này không phải chỗ của bà. Bà ơi, bà có sao không bà? Con ơi. Bà đói quá con ơi. Bà đói. Ý trời đã định rồi. Bả đói chắc chắn sẽ có gối xôi. Mà gối xôi chắc chắn là có cây quạt. Bà muốn ăn xôi không bà? Không, cho bà tôi phở bò hai trứng. Trời đất. Bà nằm ở đây đợi con một chút nha. Ừ. Phú ông. Cái gì? Bây giờ tôi sẽ đổi cho ông cây quạt này. Ông hãy cho tôi một tô phở bò hai trứng. À, tô phở bò hai trứng. Mày muốn ăn phá lấu thì cũng cho mày luôn. Đây, bà tô phở bò hai trứng. Hãy đưa cái quạt cho ta. Đưa cái quạt cho ta. Ta đã có cái quạt trong tay rồi. Ta phải thử sức mạnh của quạt này. Ta muốn cái mặt này biến sang hình khóc. Hi. Bà ăn đi bà. Hi. Hi. Nghịch chủng lại đây. Mày lừa tao đúng không? Mày nói cái quạt này quạt tao quạt như một con điên mà nó có chuyển màu đâu. Con đâu có biết đâu. Thôi đủ rồi. Hả? Tôi lão phu ông gian ác kia. Ta trân trọng thì biết. Ta
là bà Tiên. Hả? Bây giờ sẽ trừng trị cho ngươi Hồ Biên. À, nó thành con gì rồi? Kể từ hôm đó, chú ông nó bị bà Tiên biến thành một bà điên đi vòng vòng khắp xóm. Còn với những người thật tốt bụng, ví dụ như bà Bụt và Bòm thì sống quấn quýt bên nhau, chúng ta có được sự tích trầu cao. Xí xí xí, tao khùng người ta biết cái kết này nha. Nói lại sự tích gì? Ủa lộn hả? Ý lộn sự tích thằng Bòm. Xin ông bà, xin ông bà xót thương, giúp trẻ thơ sống bơ vơ lạc loài. Từ sáng đến giờ không có một hộp cơm, bụng đói tê tua không có nơi nương tựa. Xin ông bà xót thương, cứu giúp giùm trẻ thơ. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn nhạt nhòi của em dần buồn vì em không biết đi về đâu. Vai em nào, đâu vai em, bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình tôi. Kéo bán chú mấy cây kẹo kéo con. Ủa dạ chú ơi, con đâu có bán kẹo kéo đâu chú. Chứ con bán cái gì? Dạ con massage. Trời ơi, massage gì mà đồ đạc kim vú gì vậy con? Trời đất, cô ta nói hoàn cảnh chú ơi. Massage của con sao? Dạ massage của con thì có hai loại. Thứ nhất là bình thường, thứ hai là VIP. Bình thường sao? VIP sao? Dạ bình thường có nghĩa là 1000 thằng đấm bóp ở công viên này nó làm y chang nhau. VIP giang hồ, một mình con làm được. Giá cả thì rất phải chăng. Bình thường thì 50k, VIP khác nha chú. Khác sao? 51k. Chờ chú vé VIP. Bang. Hả? Ngay. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Ôi. VIP là cha là mẹ. Lên nóc nhà là lên nóc nhà, bắt con gà là bắt con gà, bắt... Thôi. Mày massage mày chơi nhạc gì vậy? Đổi nhạc khác cho chú. Rồi, khách VIP là cha là mẹ. Làm gì mà tao có bầu mày? Dạ dạ không có, cái này là cái bài hát, là cái bầu không khí thôi. Thôi, đổi bài khác. Bài nào mà nóng bỏng, sôi nổi cho chú. Rồi, khách VIP là cha là mẹ. Trời, nó làm cái gì vậy? Trời ơi. Cái khác đi, cho cái khác dẫn tao đi. Rồi, cái khác. Con ơi, con massage xong chưa vậy con? Dạ chưa xong đâu chú. Còn một gói nữa rất vui. Gói gì? Bây giờ đây là gói cuối cùng. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Và bây giờ gói tri ân khách hàng xin phép được bắt đầu. Cầm vé xuống. Kính thưa quý vị, các bạn và dòng lỗi lần này, chúng em có những lá cờ mong cô chú ủng hộ cho chúng em. Số gì ra, con số gì ra, dò số đi, định đi đâu mà dò số đi mấy chị em ơi, số gì ra. Và con số lần này là 25. Kinh lên, số trời kinh, yeah, kinh là vui rồi.
một tháng nay mới có người kinh đó, vui lắm. Và phần thưởng của chú là một chai nước rửa bồn cầu. Hả? Dạ rồi, chúc mừng chú. Trời đất ơi. Dạ má, mình làm việc phải chuyên nghiệp mới có khách. Tổng cộng là 51 ngàn đó chú, cực quá, làm lấy công an vô nó hốt con bây giờ. Ờ, chú không có tiền. Chú có cái này được không? Cái này là cái dao. Vậy chú là... Nó đó. Trời ơi, tại sao lại có thể bán dao về giờ khuya như thế này được chứ? Mày giỡn mặt với tao đó hả? Dạ. Dạ. Mày vô. Mày đứng im chứ? Đứng im. Đúng mày rút chích một cái, tao cắn lưỡi tao chết, mày đi tù nha. Dạ, con. Biết rồi, không cần đi nữa đâu. Tao đếm chỉ từ 1 tới 3. Mày không móc ra, tao đâm á. 1 2 3. Con cảm thấy con thương cho chú quá. Chú chơi vũ khí mà chú chơi không có tới. Chú đang cầm cái gì ạ? Con dao. Rớt đi. Rung lắm phải không? Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Nga Bay. Ôi, chiếc chiếu này mới ngày nào chú mới nằm lên, sao bây giờ nó lại nằm lên chú? Và đây, nại chuối này, con xin để lên bụng chú cho chú khỏi sình. Ma na ma ga ro na ma ga la hắc đặc đa lê bù đa ga la ba la. Trời ơi, tao chưa có chết mà mày niệm sao mày? Đi em. Con dao của tao đâu rồi? Chú niệm ra con dao. Đi em. Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao to cao dạm dở vậy mà đi cướp người ta? Nói đi. Tha cho chú đi, đừng có giết chú. Bởi vì gia cảnh của chú nghèo khổ quá nên chú đi ăn cướp đó con. Tha lỗi cho chú đi, tha lỗi cho đi, tha cho chú đi mà. Có phải như vậy không? Đúng, chú nói thiệt đó. Được rồi, con sẽ giúp chú. Con giúp chú bằng cách nào? Con sẽ không cho chú con cá, mà con sẽ cho chú cái cần câu. Ý của con là đi theo con học mát xa. Quá nhiều cái gọi là tài năng mà quá nhiều cái năng lượng. Tôi rất thích, mà tôi rất khen, mà tôi rất là hạnh phúc khi mà tôi thấy kịch bản của bạn rất tốt. Mà cái này tự bạn Donny đóng dài cho bạn, cái đó bạn quá hay. Cái này mới đúng là đi tấu hài. Nếu như lắng lắng lại chút xíu để mình sâu sắc và đau hơn. Tụi tôi là những người lao động chân chính. Tôi rất cực với cái lối massage này. Tôi kiếm tiền một cách rất là xót xa cả về thân thể. Mà tại sao anh lại thân như vậy, mạnh dạng như vậy mà lại đi cướp? Nếu em động một chút xíu lại cái đoạn kia thôi, bảo đảm em sẽ lấy được nước mắt của tất cả các bạn ở đây cũng như ban giám khảo. Về bản thân những cái kỹ năng biểu diễn của bạn, cái đó rất là hay và phải nói rằng một cái khiếu mà không phải ai cũng có được. Tôi nhìn từng cái giọt mồ hôi bạn nhiễu liên tục với cái thần thái của bạn, tôi dám nói rằng bạn đang mang một cái thần thái của những ngôi sao. Chắc chắn bạn sẽ nổi tiếng. Hôm nay rất là mỹ mãn với phần biểu diễn của bạn. Và bây giờ xin mời số điểm của ban giám khảo. 10 điểm. 9,5. 10 điểm. Dạ, ngày hôm nay, dạ giới thiệu với mọi người, con tên là Nghĩa. Dạ, con là Nghĩa, con bán nước ở ngoài đầu ngõ đó. Ngày hôm nay, con được làm MC cho chương trình lớn của con Rung á. Mọi người ơi, cho con chạy phóng tay đi mọi người. Dạ, con đợi Rung rồi. Dạ, bây giờ, xin giới thiệu với mọi người. Mọi người có nhớ không, cứ rằm tháng 7 hàng năm là Ngu Lan và Trích Nữ sẽ gặp nhau tại cầu Ô Thước. Và cũng vì thế, ngày hôm nay, tại xóm Ô Kìa lại xuất hiện một cặp thi đấu nảy lửa giữa hai đội
siêu mỏng và siêu mỡ. Lý do của cuộc thi đấu là do hai người đó sân si đúng không? Sân si coi nói nhau là coi cái thân hình của mình ai là thân hình hợp lý. Và bây giờ để xem ai hợp lý, mời mọi người trong tràng pháo tay để đón chào đội siêu mỏng. Đội siêu mỏng tập hợp. Đội siêu mỏng thân hình nóng bỏng. Wow, nó thiệt là nóng bỏng quá đi. Và bây giờ mọi người ơi, hãy cho thêm một tràng pháo tay nữa để đón chào đội siêu mỏng. Siêu mỏng, siêu mỏng thân hình nảy nở. Thiệt là nảy nở. Lý do, mọi người ơi, mọi người nhìn hai đội đi. Hai đội trên đây tượng trưng cho hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất, ăn hoài không bao giờ mập. Nhóm người thứ hai, hít thở không cũng mập. Ê, tao mập thêm 3kg rồi nè. Trời ơi, tôi tin rồi, tôi tin rồi nha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người thêm nữa. Mọi người ơi, lý do của cuộc thi đấu ngày hôm nay, chủ đề là gì? Chủ đề đó chính là ăn nhanh. Trời gì chứ, ăn là nghề của tụi mình mà. Nhanh là nghề bên này. Bởi như vậy mới bất phân thắng bại. Và bây giờ xin phép mọi người cho tôi được lên món. Cổ tích kể lại rằng ngày xưa có một vị hoàng tử do cự lộn với vua cha, nội bộ gia đình xào xáo, cho nên chàng đã xách ba lô lên và đi. Chàng đến một quan đảo lạ, được một con chim lạ bay cho một hạt giống lạ, mọc ra một cái trái lạ. Nhưng tên của chàng thì không hề lạ, nhưng đó chính là Mai An Tim. Mai An Tim hân hạnh tài trợ 6 miếng dưa hấu ế này. Vỗ tay. Đây, dưa hấu đang dày mà kêu ế. Thôi được rồi, và bây giờ bắt đầu cuộc thi. Đầu tiên là đội siêu mỏng. Các bạn nghe tôi nói đây. Năm trước Mai An Tim chỉ ăn dưa hấu trong vòng 15 giây. Không biết năm nay các bạn có chiến thuật gì không? Cố gắng hết mình. Và bây giờ thời gian chuẩn bị bắt đầu. Xong rồi, thời gian đã dừng lại 8 giây. Các bạn đã phá kỷ lục của Mai An Tim rồi. Quá hay, quá xuất sắc. Anh ơi. Ăn quá chị ăn luôn, đổ quá chị đổ. Tới em thi cho anh. Tới em thi nè, bây giờ tới em thi nè. Mỗi lần em thi là em hồi hộp hết. Ô, trời luôn. Hồi hộp lắm phải không? Dạ. Hồi hộp quá, đi về đi, đừng thi nữa. Đâu được. Quên, cho em thi chứ, quên. Dạ. Bây giờ thi nha. Dạ. Thời gian đã chuẩn bị nè. Tua lại. Tất cả chuẩn bị. Bắt đầu. Em được mấy giây vậy anh? Anh ơi, em được mấy giây vậy? Em được mấy giây vậy? Tao chưa kịp bấm giờ luôn á. Cháu lo là sao? Trời ơi, là các bạn là người chiến thắng rồi. Trời ơi. Mai Tim sẽ trao phần thưởng dành cho người chiến thắng. Mai Tim, để tao. Giận giải. Chuẩn bị phát biểu nha, phát biểu. Nhanh đi. Phát biểu đi em. Thôi hả? Nhanh đi. Và lời nói đầu tiên cho em được cảm ơn đến cha mẹ. Cha mẹ ngồi dưới thấy con rõ không cha mẹ? Rõ hả? Và lời nói thứ hai em cảm ơn đến ban tổ chức. Và cảm ơn anh ban tổ chức đây. Cảm ơn ban tổ chức đã chịu chi cho em ăn có 3 miếng dưa hấu mà mời mười mấy con người hoành tráng quá. Và lời nói thứ ba em cảm ơn đến thầy cô. Mọi người ơi, khi em nó vô hết giờ rồi. Khi nó vô. Bây giờ, hả? Ủa, em thi vậy là xong rồi đó hả? Xong rồi em. Trời ơi, chung kết thì nhạt nhẽo vậy. Ừ, nhạt. Cho em xuống đi, trời ơi, em còn thi nữa, chả nè. Tôi phản đối. Mày ăn gian. Tôi không phục. Ủa, mắc gì không phục? Thắng thì cũng đã thắng rồi, không phục nữa thì thôi. Nè, tao nói cho mày biết, tao đại diện cho thí sinh ở bảng thi triển vọng đã rớt từ những vòng trước. Tao mời mày lên quýnh lộn. Cái mặt quen quen cho tao sợ mày à. Con nào vô mày. Phát ơi, bà nội mày tới rồi. Hả? Bà nội tới. Trời ơi, nó mất con nội ơi.
mày đè lên cái thân bồ liễu của cháu tao. Trời ơi, tao quên tụi mày chết, tao quên tụi mày chết. Trời ơi, hả, mày cuốn đi đâu, mày cuốn đi đâu. Hả, coi chừng tao cuốn gọi mày luôn nha mày. Trời ơi, năng hiếp cháu tôi kìa. Dân, dạ thưa bà. Dân cái gì mà dân, dạ. Hả, hả, ai kêu réo gì mà mày dân, hả. Mày dân cái gì, hả, mày dân mâm ngũ quả cho bà có nội mày hả. Hả, tao nói cho mày biết nha, tao ghét nhất là MC mở miệng ra kiếp dân. MC lễ phép không có lý do, lễ phép một cách thừa thải. Dạ bà ơi, ý con nói là phần thi của tối đêm nay. Mày nín mày. Tối có nghĩa là đêm rồi mày hiểu không? Ừ. Mày chỉ cần nói tối nay hoặc đêm nay được rồi, mày nói chi tối đêm nay chứ dư hả mày? Hợp lý, hợp lý. Dạ bà ơi, không phải, ý con nói là phần thi của Tấn Phát đã hoàn thành xong. Mày nín, bộ mày không nói dư chữ mày chết hả? Hoàn thành có nghĩa là xong rồi mày hiểu chưa con hả? Bộ mày sợ thiên hạ, người ta nói mày MC mà ít chữ nghĩa, cho nên có bao nhiêu từ mày gom vô một câu cho nó phong phú á mày. Phong bà nội tao nè. Mày là phong xù, phong vực, phong đòn gánh đó mày. Mày MC tên gì? Dạ con tên Trung Nghĩa. Xin lỗi mày nha, Đại Nghĩa nó còn chưa nổi tiếng bao giờ mới tới Trung Nghĩa. Mơ mộng, hảo quyền, hư cấu, biến mày. Bà nói. Hai con này là ai đây? Bạn con. Bạn kệ bạn, tao sẵn tao dọn mỏ tao chửi luôn mày. Đi hết cho tao. Đi chơi. Rồi tôi nghe bạn nghe ơi. Tôi nói cho tất cả các con người ở khu vực này nghe. Đụng tay thì được, đụng tới cháu tôi hả? Tôi sanh tử. Và kể từ đó, nội tôi trở thành gương mặt thương hiệu của ngành chửi. Hàng năm, quý anh chị em cô bác nào muốn chửi hay chửi giỏi cứ đến đây thắp nhang trước dòng linh của nội tôi để xin lộc chửi. Đó, nhiệm màu ghê chưa? Ê, nói làm như con mới quẹt mỏ nội đó. Trời ơi, nó quẹt tái mét cái mỏ luôn rồi kìa. Cái gì tái mét cái mỏ của nội? Trời rồi hả? Thương, không sao đâu, con có cái này cho nội nè. Cái gì vậy? Đợi con xíu. Cái gì? Nội đâu? Ê. Cái gì vậy? Cái son á. Cho nội hả? Cho nội nè. Thôi mẹ ơi, tự nhiên già mà quánh son ghê. Ủa nội. Vậy là nội không có nghe chị Bơ Lan chị nói rồi. Nói cái gì? Là con gái phải biết tô son nha nội nha. Đó, phải học hỏi chị Bơ Lan biết không? Thôi, không có quánh son đâu. Quánh son già mà ghê lắm mà. Không thích đúng không? Thôi coi đem trả nha. Ê, cái son nó màu gì vậy? Ủa, không thích mà. Hỏi cho biết thôi. Nó màu mùi mận chín đó nội. Màu mận chín mà hả? Mận chín. Trời ơi, quánh cái son vô xong cái môi của nội như trái mận, thế nào ra đường cũng có trai theo đầu cắn một miếng. Ai mà gan vậy nội? Giờ không thích đúng không? Coi đem trả. Ê, cái son nó có mùi gì vậy? Mùi sầu riêng á. Trời ơi, son mà có mùi đồ ăn hả trời? Trời, bây giờ là hot bây giờ nghe nội. Bữa con ra con lửa nó giục một đống vậy nè, có mùi kho quẹt, bún đậu mắm tôm, bún mắm nữa nội. Hai, ghê quá. Đừng có tặng cho nội cái son mùi bún mắm nha. Ủa sao vậy? Tự nhiên quánh cái son nó xong ra đường nó kêu ý bà già miệng thúi. Ê, miệng thúi, không thích con đem trả nha. Ê khoan, bị gì lâu rồi nội không có ăn sầu riêng. Chào miếng nè. Ngồi xuống đi con quánh cho nội. Ngồi xuống đây cho nội. Ôi, nói cái gì vậy? Nội ơi, bà cháu mỗi lần ngồi xuống là như chơi bập bên vậy. Nội trấn cái bập bên là giùm con đi nội. Rồi, nè. Môi đẹp đâu. Nè. Ai. Còn quýnh cho nội là đẹp xuất sắc luôn. Được không? Được cái con mà. Trời ơi, thấy vậy chứ thiếu khiếu thẩm mỹ. Trời ơi, gãy luôn cây son rồi nè. Đẹp chưa? Trời ơi, xuất sắc nội ơi. Đẹp quá luôn nội ơi. Cái vòng là to stop this song, got to be clap, no stop, no stop. Nội, mình quýnh son chứ mình không có khớp mỏ nội. Không phải, quýnh son mình nói chuyện lớn nó lem son. Đâu có, nó lem sẵn rồi. Không, ép sẵn rồi. Bây giờ nói chuyện bình thường, 2, 3. Trời ơi, tự nhiên quýnh son xong cái nội muốn hát. Hát bài gì? Ngày anh xa vắng, em không trang điểm đời trời. Vậy mà không trang điểm đó hả? Bây giờ tưởng tượng nha, ông nội mà còn sống gặp nội thế nào, ông nội cũng rất là hãnh diện, thậm chí là kiêu ngạo gì nội. Trời ơi, hèn chi ông nội bỏ bà nội đi sớm. Hả? Không, ý con nói ông nội mà có đây á, là ông nội sẽ khen bà nội là người phụ nữ có bờ môi quả cảm á. Quỷ này ghẹo nói hoài ha. Dạ. Ê, nói nghe nè con. Dạ. Bây giờ tụi nó đi hết trơn, trời đâu mà ai trơn á. Sao có hai bà cháu mình đây không mấy, hát cho nội nghe đi. Trời ơi, hát hả? Hát cho ai thì con còn suy nghĩ chứ hát cho nội thì hát tới tối luôn. Hát cho nội. Nội muốn nghe bài gì? Cái bài mà du dương buổi tối nội hay hát đó. À, cuốn yêu. Lênh bênh trong sân chạy đua trao phiền âu lo, luôn luôn bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui. Đôi chân thon thon của niềm mang tên Bobby. Yeah.
khi tôi 20 ngất ngơ bạn bè quanh tôi, đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi. Có những ước muốn khát khao trong tim thế nào. Mấy anh chị, mai mốt em làm ca sĩ rồi con. Bậm vậy nghĩ sao làm trời, ca sĩ vậy trời. Ê mày, mày nghĩ sao mày? Người ta vô coi ca sĩ không quẹo nên người ta vô người ta coi heo. Ê mày, bùn mập ăn hết của dòng họ nhà mày á mày. Vô duyên. Trời ơi, khó khăn lắm cháu, tao nói dám mạnh dạn hát trước mặt bao nhiêu người làm cục hưng à. Thôi mà nội, thôi đi con, nước giận nội. Sao mà thôi được con? Trời ơi con ơi con, con là mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một tay nội nuôi nấng chăm sóc tới ngày hôm nay. Đứa nào mà đụng tới con ha là nội giết nó liền á. Thôi mà nội. Nói cái gì mà vui quá vậy? Gì vậy? Hay trời ơi. Mọi người thấy tôi ra có hề hước không nào? Các bạn bên tay phải ơi! Các bạn bên tay trái ơi! Các bạn ở trên lầu ơi! Các bạn ngoài phòng giữ xe ơi! Không ai ơi! Trời ơi! Fan hâm mộ hả? Trời ca sĩ về làng mà sao không giở tay giở chân gì lên đi nào? Cổ vũ lên nào! Vô! Giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào, tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải, 2, 3, rẽ á, hốt hàng. Lên chùa, lên chùa bè, một canh sen ăn cơm bành đè đi cấy sán trăng, 3, 4 cô có hèn cùng trăng, có hèn cùng trăng. Hả, điều quá kìa. Giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào, tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải, 2, 3, rẽ á. Ê, ai dựa mày vậy? Ê mày, tao vuốt láng o mày chưa vừa lòng mày nữa hả? Vừa lên đây. Ê con. Dạ dạ. Cái thằng đàn ông nào cái mặt thừa mứa mà cái duyên hạn hẹp vậy? Trời ơi, nội không nhớ ai hả nội? Ai? Trời ơi, cái anh này là ai mặt lạ quắc vậy nội? Nói cái gì mà hài quá vậy? Hài em mới nói với anh. Trời ơi, không nhớ tao hả? Anh Kim. Phát. Trời ơi, lâu quá không gặp. Trời ơi. Mập quá vậy? Dạ, ê dạ. Phát ơi, lâu ngày gặp lại, mày giả bộ, mày hỏi tao làm nghề gì đi. Ủa anh Kim giờ làm gì vậy anh? Thật ra thì tao gì vậy con? Con lủng sân khấu luôn. Anh giật cô hồn đó nội. À. Giật cô hồn là mày giật đó. Ai biết tưởng tháng 7 anh kiếm thêm. Sao mày nín đi? Hỏi lại nè, tao làm nghề gì? Dạ, giờ anh làm gì vậy anh Kim? Thật ra... Gì đó vậy con? Nó giật hụi đó nội. À. Giật hụi là bà cháu mày giật đó. Ai biết đâu, diễn tả quá, làm cái gì nói đại đi. Dường như cái chương trình mà đuổi hình bắt chữ nó không thích hợp với tình huống này lắm. Bây giờ tôi dùng công tác hình thể để diễn nha. Rồi. Thật ra thì ở dưới quê đó, rồi lên Sài Gòn. Mà trời ơi, không biết con mẹ ra chơi cái được cái nhà. Mới gió bà buông cái chai bà lâm lên. Cái lâm mê chê mà nào bà lâm như vậy. Cho nên tôn buôn đền na này. Rồi sao bà lâm thật lôn ra luôn. Cà bù tôn tôn. Vút, vót, tốn, tốn, tốn. Ê con ơi. Trời ơi. Nó thương quá. Nội hiểu gì không nội? Nó diễn tả cái gì mà dung tục vậy? Trời ơi, đây nè, đây con giải thích cho nội. Tức là ngày xưa đó, anh mới lên Sài Gòn, cù bơ cù bớt là không có ai lo cho ảnh. Xong cái có cái người đó đó, đem về cu mang. Hai người sống chung với nhau đến khi ảnh bụng mang dạ chữa. Rồi người ta quất ngựa truy phong. Trời em ơi. Đang thi đó anh à. 9 tháng 10 ngày sau, ảnh đẻ ra thằng nhỏ, cái đầu đỏ đỏ, cái vàng kè. Mà ảnh đâu có sữa đâu cho nó bú. Thế là ảnh ẩm đứa nhỏ, ai ai cũng tụt qua anh. Anh làm điểm liệu à. Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì mày ghẹo cháu tao cho mở nó tràn nó vậy? Trời ơi! Nội, nội bà mua cái quần giùm con cái nội nha. Không có sao đâu con. Dạ con kể tiếp nha nội. Ừ, sao nữa con? Đó, là ảnh ẩm tiếp đứa nhỏ. Ừ. Nó chạy một mình trong đêm mưa gió vậy nè. Ừ. Anh quyết định để trước nhà con Bạch Tuyết. À, trời. Mà xui. Bữa đó con Bạch Tuyết này hẹn với 7 chú lùng bắt xe lên Sài Gòn quýnh ghe con lộ lem. Trời ơi! Đó, thế là ảnh ẩm tiếp đứa nhỏ chạy một mình trong đêm mưa gió để trước giường của công chúa ngủ trong rừng. Hả? Con quỷ đó nó lo ngủ không, nó không đếm xỉa gì tới đứa nhỏ. Thế là ảnh ẩm tiếp đứa nhỏ, đặt lên bè, thả trôi sông, phụn, phụn, phụn. Là cái gì? Tạt nước đó nội. À. Chiếc bè trôi tới Thái Lan. Lúc đó Thạch Sanh và Lý Thông đang chơi tát nước ở Bắc Thái Gia. Ali bong tê, cái ly lên đào. Trời, con cái nhà ai mà xinh dữ vậy? Thế là họ quyết định bồng về nuôi. Và kể từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Happy ending. Ê con Thông dịch viên bị điên. Dạ. Cái
câu chuyện nó nhạt nhẽo, nó bình thường, nó đơn điệu ghê lắm, mà vô cái miệng mày trời nó đậm đà dễ sợ. Định thi kịch cùng Bolero hả con? Dạ em nói vậy cho nó đặc sắc đó anh. Trời ơi sai rồi ba ơi, con nói là ngày xưa con dưới quê chân con bị phèn không mà bụng mỡ làm ca sĩ đâu có ai chịu đâu. Cái một đêm mưa gió cái chạy ba la tông ở Sài Gòn hiểu không, mưa gió pa 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 vậy đó. Một ngày nọ đóng mỡ bụng tan biến, bỏ cái thao tụn 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 là tạm biệt mỡ bụng nó má. Ủa là cái thao mỡ đó hả? Thao mỡ. Trời ơi diễn quá ai biết đâu. Ê ê ê, nói vậy bây giờ con là ca sĩ hả? Con là ca sĩ. Ê dạ. Nghe nè, sao không bao giờ nội thấy nó lên TV nè? Cái này con biết nè, người ta là ca sĩ người ta hát ở phòng trà. Còn ảnh là ca sĩ anh hát ở phòng tạ. Tất cả single mới đúng không? Cậu sao biết? Em biết mà, em có theo dõi mà. Single cho em tập tạ thêm chút nữa. Có thêm một bài nữa. Bài gì vậy anh? Cô gái cơ bắp hái bắp té sắp mặt luôn. Bài đó mình anh biết đó. Trời ơi. Quý khách. Ai nữa vậy? Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đoàn Lô Tô hương hồn của chúng tôi. Chỉ nhận ai có giọng hát hay. Nam nghệ sĩ, à không, nữ, à không, nam nữ nghệ sĩ. Dạ đang nói chuyện cho 5 phút thôi, nói chuyện xong rồi nói tiếp nha. Nam nữ mày phân biệt không được mà xin xỏi gì mày. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đoàn Lô Tô nè, 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 nè. 5 phút thôi, nói chuyện 5 phút là xong liền nè. Cuộc đời tao không liên quan tới mày, không cho. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đoàn Lô Tô hương hồn chúng em xin tuyển chọn nhan giọng hát hay. Hãy đến đây cho nói. Trời ơi cơ, cô tưởng sớm mình có ai chết mướn BD về hát thì gớm không? Trời đâu có, sớm em bà nội em là già nhất. Bà nội em chưa chết, ai dám chết trước. Ê mà dạ. Con ơi, làm như nó sắp chết rồi đó. Bây giờ thấy nó bắt đầu nó bắt chuồn chuồn rồi kìa. Dạ để con. Gắn vô là nó nói điệt luôn đó, gắn vô. Rồi nói nè. Nè nè, gắn nói nè. Gắn. Nè nè, gắn nói nè. Gắn vô rồi má. Cho vừa lòng mày. Mày nghĩ mày đứng sau lưng mày tháo mít là tao không nói được hả? Nói được hết chứ mày. Mày nhìn đi, hôm nay tao bận áo hình trái gì? Trái me. Trái thơm hả? Tao có trăm con mắt tao nhìn được hết chứ mày. Xê ra. Còn mày dạ. Ai thuê ai mướn ai cho phép mà hát hay dữ vậy? Trời con tin là nó khen con luôn đó. Ê khen làm gì nhăn thịt cháo tôi vậy? Ờ trời đất ơi, ủa ai mà như Annabelle vậy? Bà nội tôi đó trời. Ủa nội, trời ơi nội dễ thương quá nội. Thích anh son phải không? Cái son màu mới nữa. Cho em cây nữa. Mày về nhà tự mua đi mày. Dạ. Nè. Dạ. Biết hát phải không? Dạ, em hát được. Em thích chuối tay chuối ta. Anh mang chuối cho em nha. Bán nè 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 nè. Bình nát nè. Bình nát nè. Bình nát nè. Bình nát nè. Bình nát. Anh lấy chuối giết học luôn đi con điên vậy đó. Trời đất ơi. Nè. Dạ. Biết nhảy phải không? Dạ em biết. Em nhảy được. Ô ba cắn năm sai. Ộp. Vô quán bar nhảy lò cò trong đó đi ba. Nè, dạ. Nhìn em rất là có tố chất. Dạ. Em có tố chất luôn, quá chất em đầy tố. Do chất làm đầy mặt anh đó. Tao nói nguyên cái chợ Kim Biên, quá chất giữa lòng Sài Gòn là anh đó. Nghiệp quá nặng. Trời ơi, cái gì vậy? Người ta đang nói chuyện mà lanh lanh cái miệng anh à. Nè, anh nhảy vô đây anh ngồi luôn đi. Khui ra chia cho mang nhục. Dạ. Nè, nhìn em rất là có tố chất. Dạ. Đi qua bên đoàn anh thử giọng đi. Làm dạ. Được lương cao lắm đó. Lương cao lắm anh. Ừ, nhớ nhà nhớ qua thử giọng nghe, trời dễ thương quá. Cho em thử giọng với. Ủa đi đâu vậy? Đi luôn á. Em sắp nổi tiếng rồi, nhất định sẽ nổi tiếng. Ô bà cắn năm sai. Vô. Con ơi con ơi con ơi. Cơ hội tới này kìa con ơi. Cơ hội là... vậy? Cái gì với Annabelle vậy trời? Nó cho người cái son. Trời ơi, giờ nội nội nãy người ta nói là đi tuyển gì đó. Ờ đi tuyển làm ca sĩ đó con, mày đi đi con, đi đi. Thôi con vậy sao đi? Sao không được? Thôi, con nghĩ kỹ rồi, con không làm ca sĩ đâu. Con mà làm ca sĩ lỡ con nổi tiếng rồi ai nhà lo cho nội đúng không? Ôi tao lo. Ai mà ghen quá vậy? Ba hai ba hai ba hai ba hai. Phan của nội, Phan của nội. Ba hai ba hai ba hai. Ê, sao kêu tên tôi chiều mến vậy? Đòi nợ, đòi nợ, đòi nợ gì vậy? Đòi nợ. Ai thiếu nợ mà đòi? Ba nội mày. Ủa nội nó thiếu tiền người ta hả? Ừ. Bao nhiêu lần? 10 triệu. Trời ơi, có 10 triệu thôi mà làm gì quá vậy? Có tiền trả không? Dạ không. Không có tiền trả mà hả? Anh hùng vậy đó hả? Tụi bay, dạ. Phá nhà. Dạ. Ê, đừng dạ. Mà. Dạ. Ê, đừng làm có gì phá vậy? Nhà thôi mà trời, trời ơi. Ơi, cái gì vậy nè? Đừng có phá nhà. Đừng mà trời, tôi đang nghĩ mấy người. Ở đây không phải là nhà của tôi đâu. Ủa, không phải nhà hả? Dừng lại, dừng lại. Bây giờ sao? Bây giờ có tiền trả cho tôi không? Con ơi, chết dạ. Con không có được con ơi. Bây giờ mày phải qua bên kia mày thử mày làm ca sĩ mày hát đi con. Chứ nó không cái đám này, nó xiết đồ, xiết nhà, nó bắt đi nội đó, nó bắt nội đó. À, thì ra là có cách phải không? Có cách thì phải đi hát, phải đi hát kiếm tiền trả tiền cho tao. Còn không á là tao bắt bà nội mày đi. Tụi bay, dạ. Xuống bà đi. Dạ. Ê, cái gì vậy? Nè, đừng vậy? Đừng mà, đừng mà. Ê, đi đâu vậy? Ê, đi đâu vậy? Trời ơi. Ê.
anh Dương Lâm đây, một con người nhìn qua rất hài. Bề ngoài to con hơi đẹp trai, bờ vai rộng lớn. Ngày xưa chẳng ai biết phận tài, giờ này người ta thương gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm diễn hài mau chạy đi thôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dương Lâm diễn hài chạy chạy. Diễn hài duyên dáng mà sao mọi người chạy hết rồi. Ừ. Duyên bà nội tao chứ duyên. Ai sanh ai đẻ mà hát không hay diễn không duyên vậy. Trời đất ơi đi về. Được rồi, một ngày em mà nổi tiếng em sẽ trả xù. Em kinh kẹt. Trời đất ơi. Ôi. Mời thí sinh tiếp theo. Mày nữa hả? Không, em là con khác. Mày là ai? Anh Dương Lâm Vĩnh Long đã chinh phục ước mơ. Mày về Vĩnh Long mày hát đi. Anh Dương Lâm Trà Vinh đã... Đi về. Anh Dương Lâm Spy Sóc Trăng đã chinh phục. Mày đạt được cái giờ. Trời đất ơi, có bài hát nó hát 10 lần như một. Chỉ thay đổi địa điểm nè. Trời ơi, thằng này 18 lần rồi, từ sáng tới giờ thiên biến dạng quá. Không chừng bây giờ nó vô đội bộ tóc bạc nha. Nó kêu nội nè con. Nội nè con. Mày nữa hả? Trời đất. Ờ, nhưng mà bây giờ có đầu tư nhiều hơn được rồi đó. Cái gì? Bà nội nè. Nội nào? Trời ơi, bà nội Annabelle, Annabelle. Nội Annabelle. Ừ, nãy mình cho cái son nhớ không? Nhớ, nhớ rồi, vô đây hát thôi. Không có phải, không có phải con ơi. Cái gì vậy? Không có phải nội hát đâu con ơi. Vô, vô, vô. Vô hát mày, hãy. Vô hát. Ủa, nội, nội có sao không nội? Bắt bà hai qua đây. Dạ. Con ơi, con ơi. Nè, mày mà không hát ha, tao sẽ hút cốt bà nội mày, tao nấu cao nhắc bà. Nè, nè, nói. Hát chưa? Chưa hát. Hát chưa? Hát đi. Con ơi. Sắp chân bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ hứng những giọt mưa ướt trên vai gầy. Nó hát rồi, nó hát rồi. Trời ơi, đã hay quá, hay quá. Nè, bây giờ không tuyển chọn, không casting gì nữa hết. Em vào bên trong ký hợp đồng làm ca sĩ chính luôn. Đi, theo anh. Dạ, dạ, em không có đi đâu anh. Rồi mình về nội ơi. Cái gì mà về con ơi, tại sao vậy con? Cơ hội tới với mày rồi, bây giờ tại sao mày đi về? Trời ơi, con không có làm ca sĩ được đâu nội. Được mà con làm được mà con... Mày làm được. Trời ơi, mày hát hay mà, sao mày không hát? Trong khi đó, tao hát như ma. Mày vẫn xông pha làm singer. Mày phải hát đi. Đâu phải là tao khùng, tao điên, mà tao từ bên cồn, tao qua đây đâu. Thôi, thôi, thôi. Với ai cứ để con nói. Thôi. Tất cả là gì nội mày. Dựng kịch bản ra mướn tụi tao qua đây đó. Thôi. Nếu mày không làm là thà mày phụ lòng bà nội mày rồi. Anh nói vậy là sao? Thằng Lâm nó nói đúng đó. Tao tức quá, bà hai qua đây để con nói. À, gì vậy, số tiền của dì vậy? Để con làm từ từ con trả cho dì nha. Không có nợ nần gì hết. Dì là dì tám má thằng gián ép nè. Đó, dì hai á là bà nội con á. Nhờ dì qua đây giả bộ đòi nợ để làm động lực cho con đủ can đảm một bước lên sân khấu. Con làm như vậy là phụ lòng bà nội con rồi. Thôi mà, quá. Thôi mà hai ơi. Tức quá mà. Nội. Mày có bà nội thật là tuyệt vời. Trời ơi, mày có giọng hát mà, lo gì? Bây giờ tự ti về ngoại hình, chuyện nó đơn giản thôi. Nè, bây giờ anh nói em nghe. Anh nhận em vào đoàn. Cái gì? Anh nhận em vào đoàn? Ừ. Nhận một người mập như em vào đoàn? Ừ. Nội ơi. Con người. Con người ta nhận con kìa nội. Nè, tự ti về ngoại hình đúng không? Dạ. Đừng có lo. Nè. Dạ. Có việc cho mày làm rồi đó. Việc gì? PT huấn luyện cho em nó đi. Yeah, đã có anh trong đời, em sợ chi gió lạnh mùa đông. Một tháng thôi, em thành Mr. Sixpack. Theo anh. Trời ơi, cảm ơn. Cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn mọi người. Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Và phép màu sẽ đến với những ai dám ước mơ, dám thực hiện bằng chính sức lực của mình. À, thời gian thấm thoát thôi đưa. Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi. Ngày xưa tôi chỉ rao loa, ngày nay tôi vẫn rao loa như thường. Còn bộ ba quyền lực vẫn xấu như xưa. Còn nội sao con? Đã già hơn trước. Tất cả mọi người đều không thay đổi nhiều. Duy chỉ có một người đã thay đổi hoàn toàn. Đó chính là nam ca sĩ Tấn Phát. Mọi người ơi, giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào.